Thưa thầy, thầy có khỏe không? Bây giờ gặp Pháp Hòa đừng hỏi câu này nữa. Hỏi thưa thầy, thầy có bệnh không? Con muốn hỏi thầy, con sang đây được 3 năm. Con cố gắng học tiếng Anh để hòa nhập. Nhưng mỗi lần con học tiếng Anh là con bị buồn ngủ. Con xin thầy giải nghĩa cho con biết tại sao. Trời đất ơi. Em hứa em sẽ trả lời câu này ngày em lên trển ngồi. Học tiếng Anh mà buồn ngủ mà hỏi là sao? Bây giờ mình hiện kiểm lại coi mình khi trước khi mà mình buồn ngủ là tại mình ngủ không đủ, hay là mình ăn quá no, hay là như cái hoàn cảnh xung quanh mình nó quá nóng nực. Nói chung là nó có nhiều cái vấn đề. Ăn no là một cái khổ, tại vì hễ mà căng da bụng là trùng da mắt. Cái bao tử của mình nó ăn thông với cái dây mắt, hễ mà cái bao tử nó nặng cái nó rị xuống. Ôi cha. Em hồi chiều giờ là em muốn phá đó, quay phá đó. Là em sẽ cho ngồi thiền. Chừng đó em sẽ biết ai đang căng da bụng trùng da mắt. Nãy giờ mà ngồi nghe pháp chứ cũng có nhiều người nhập định rồi đó. Nhập định mà lâu lâu nhướng nhướng lên đó. Mà nhướng nhướng không phải là nhướng nhướng là buồn ngủ, nhướng nhướng coi còn nhiều hay ít. Thưa thầy, con rất mến mộ thầy. Hầu như đêm nào con cũng nghe thầy giảng trước khi đi ngủ. Và con luôn cầu mong có ngày gặp được thầy ở ngoài đời chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng con được biết thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận. Con chưa bao giờ say no khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, khó ăn à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy. Không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm. Ông xã nói con ích kỷ. Tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một mà được 10 đó. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội. Xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Lắm.
em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ mình, cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần, có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Cháu bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm. Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á. Mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. Đó đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi. Thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Con nhờ thầy giải thích cho con hiểu, nghe nói người mất thờ hình chụp nguyên người không được, phải thờ hình nửa người. Sao không hỏi cái người mà nói cho mình nghe á? Cái người mà ta nói không hỏi, em không nói gì hết thì hỏi em. Ta hỏi, ta nói cho mình nghe là phải thờ nửa người, không được thờ nguyên người, thì mình liền hỏi là lý do. Mình hỏi cái người ta nói xong là ta nói là ta phải biết lý do. Không hỏi, em đứng hình thì không nói gì hết. Thật ra đó, mình thờ nguyên hình hay mình thờ nửa hình gì cũng không sao. Tuy nhiên á, khi mình chọn một cái hình thờ, đa số là lựa những cái hình trang nghiêm. Lý do mà không thờ nguyên cái hình là đôi lúc cái cách đứng của mình, cái cách đứng của cái người đó đứng nó không được trang nghiêm, để lên tập thờ nhìn nó kỳ. Ví dụ giờ cái người đó đứng xéo chân mà nếu mình lấy nửa người họ coi better, coi được chút, bây giờ đưa lên cái bàn thờ mà đứng thấy nó không hay để thôi. Còn nếu mà người nào mà ta đứng nghiêm túc thờ nghiêm túc cũng có sao. Trước đây
tu mấy thời tịnh độ, bây giờ muốn tu theo thiền, xin thầy cho biết có được không? Bây giờ vị nào mà mình trước kia mình tu tịnh độ, bây giờ mình tu thiền, đã tu rồi mà thấy được không? Thấy được là được rồi. Thưa đại chúng, mà sáng mà có thưa đó, mình đừng có bị kẹt vào một đạo Phật pháp môn. Mục đích của đạo Phật là giải thoát khổ đau, còn cách thức nào đó là chỉ là phương pháp. Anh uống thuốc này không hết, không hợp, anh đổi thuốc khác. Anh đổi thuốc đó mà thấy hợp, anh cứ uống. Không có bác sĩ nào phạt anh, cũng như không có Phật nào buồn. Hỏi tịnh độ ai dạy, thiền ai dạy? Đúng thật. Chứ mình tu sao, mình tu theo Phật thôi chứ. Thành nữ ra không có gì trở lại. Cái gì hợp là mình uống. Thậm chí trong các cái pháp tu, Phật dạy điều đó mà mình thấy không hợp với mình, mình không theo cũng không có tội. Đức Phật không phải là một người thần bắt phạt mình đủ thứ kiểu. Theo thì Phật thương, Phật cho mình được cái này, không theo Phật bỏ cái kia. Nếu thật sự Phật làm điều đó, không phải là Phật. Ngài là một ông thần hay là một cái người còn sân si theo ta thì thuộc ta thì sống, còn nghịch ta thì không dám nói. Cái gì nói à? Dạ tôi đang chấm chấm thôi. Đi giảng mà có bụng quả rồi. Đức Phật không phải vậy. Ví dụ bây giờ quý vị hứa là ăn chay ăn tháng, mà giờ xong việc rồi không ăn chay, Phật cũng có rảnh đâu mà bỏ đứa nào ăn cũng ăn. Có cái cô đó, cổ hứa cạo đầu, khi cô có chuyện cô hứa. Sau cái bữa nọ cô lên cô nói thầy, bây giờ con hứa xong rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ con nói con má hỏi thầy nó xin tiền má được không? Nói xin gì? Xin giá kéo. Con qua hồi nói chà, chuyện là hơi khó ăn rồi. Đi hứa chi chợ rồi bắt em xin. Giỡn thôi. Nhưng mà sao còn nói thiếu, và thí dụ bây giờ cô không có cạo đó, cô không xanh hết, đó là chuyện của cô. Cô muốn nhá kéo, cô không muốn nhá kéo gì, quyền của mình hết. Vì xưa khi mình gặp hữu sự, không ai ép mình phát nguyện một lời của mình. Và khi mình nguyện cái điều đó rồi, mình không làm, Phật không hề trách móc gì mình. Nhưng có, mình phải chuẩn bị là mình sẽ khó chịu lắm, vì mình cảm giác như mình lừa Phật vậy. Mình tự mình cảm thấy cái mặt cảm mình giống như lừa. Hôm đó gặp chuyện cần thiết quá xin cạo cái đầu, rồi bây giờ xong chuyện rồi xin nhá ba lá kéo đó. Thì mình tự cảm thấy là mình chưa không có được trung thực với cái lời hứa của mình, tự khó chịu thôi, chứ Phật không có làm. Nhưng mà con nhớ ông bà mình hay nói, xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chắc. Mình cạo tóc xong rồi chừng tháng sau thôi là tóc mình nó đã ra lại. Thành nữ ra đừng có lo cái chuyện. Xin lỗi đại chúng, mình ngộ lắm. Lúc mình bệnh mình uống thuốc, không uống nó cũng rụng. Và thậm chí mình nó ra len hoen điền quá cũng tự cạo nữa. Tại sao phải không? Thà là cạo sạch, còn không thì phải tóc nhiều, rốt cuộc cũng vì mình đẹp. Không, cho nên mình không làm thì cái điều đó không có gì. Ở đây pháp môn không phải. Trong kinh đó còn có 84.000 pháp môn. Thưa, không có cái pháp môn nào mà tới 84.000. Bây giờ hỏi là pháp môn 1 là gì, 2 là gì, 3 là gì, không có. Nhưng mà bởi vì bên Ấn Độ á, cái gì mà số nhiều thì người ta hay lấy con số nhiều ra đó. Ta lấy con số ra đó. Cũng giống như người Việt Nam mình mà nhiều thì mình kêu là cái gì? Hàng hà sa số. Hàng hà sa số là danh từ của Phật giáo. Hàng là sông hàng, hàng hà là sông hàng, sa số là số cát. Mình nói dịch thành tiếng Việt là số cát sông hàng.
Mà bây giờ cái từ đó là nguyên thủy trong Phật giáo, thấy không? Rồi bây giờ đó là cái từ đó nó đi vào trong cái dân gian Việt Nam thành một cái câu nói. Ở dưới miền Tây có cái từ nhóc luôn. Cái gì mà nhiều ở chỗ nhóc luôn. Không biết nhóc cỡ nào nữa. Cho nên là quý vị tu cái nào mình hợp cho mình tu. Hoặc là quý vị phối hợp. Ví dụ như quý vị buổi tối quý vị ngồi ha, khi quý vị hít vô quý vị a di, thở ra là Phật. A di đà Phật. Không sao đâu. Rồi bây giờ mình ngồi mình mỏi chân quá, mình đứng dậy mình đi thiền hành. Chân trái a di, chân phải đà Phật. Thở vô a di, thở ra đà Phật. Cái đó trong 12 pháp niệm Phật gọi là sổ tức niệm Phật. Sổ là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở niệm Phật. Rồi mình đi kinh hành từng bước gọi là kinh hành niệm Phật. Lấy cái sông chuỗi làm như này, gọi là sổ châu niệm Phật. Sổ là đếm, châu là chuỗi, đếm chuỗi niệm Phật. Sổ châu niệm Phật, kinh hành niệm Phật, sổ tức niệm Phật. Đem hình Phật ra để trước mặt mình, nhìn Phật qua tường, nhìn Phật rồi niệm Phật, quán tướng niệm Phật. Không có hình Phật, đi tới một chỗ có hình Phật rồi, quán tưởng niệm Phật. Cách nào niệm cũng được hết á. Quý vị có đọc cái quyển gọi là 48 pháp niệm Phật không? Ngược lại, mình tu thiền, hơi thở, bước thở, bước trái thở, bước phải thở, ngồi đâu có bao giờ ngưng thở đâu. Rồi bây giờ niệm Phật mục đích cũng trở về cái tịnh tâm, niệm Phật cũng mục đích trở về cái tịnh tâm, mà tâm tịnh là giải thoát các ràng buộc. Cho nên cuối cùng pháp môn tu là để giải thoát, mình dính mắc pháp môn là mình bị ràng buộc. Thưa thầy, con là cư sĩ tại gia, với chí tu học vững bền, tâm nguyện xuất gia của con ngày càng thêm lớn và kiên cố, dữ dội ha. Nhưng con gặp phải chướng ngại là chồng con không thích đến chùa, không thích nghe Phật Pháp, không thích đạo Phật, cũng các tăng ni ở chùa. Nay các con đã lớn chuẩn bị lập gia đình và ý nguyện xuất gia, càng ngày càng thêm thúc giục con. Thưa thầy, nếu con vẫn cứ xuất gia thì con có phải mang tội lỗi và mắc nợ chồng con không? Thưa thầy, ai ăn nấy no, ai tu nấy chính, sao con cứ phải theo chồng con hoài? Trời đất ơi, cái này xuống không theo không thể bỏ, trong khi chồng con ăn mặn rồi con cứ sống chung, chung đụng hoài uổng phí đời tu hành của con. Ông này là ông mỏi về luôn á. Để uống nước ra là tính. Có người suối khó quá bỏ qua đi ta. Chuyên môn. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa với cô nha, mình đi xuất gia đó là ước nguyện của mình, nhưng mình gặp chướng duyên là người thân mình chưa phát tâm. Đây là cái chướng của mình. Nhưng nếu mình không có nhẫn nại với chướng này mà mình buông bỏ, kêu là quên. Xuất gia tòng phu. Cái đây là nói chơi thôi. Nhưng mà ở đây có bà thưa rằng xuất gia có bốn cách: thân tại gia mà tâm xuất gia.
Có khi thân tại gia nhưng tâm đã xuất gia. Có những người tâm thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Dạng này có. Có những người thân tâm đều xuất gia. Có những người thân tâm hoàn toàn không xuất gia. Bây giờ lỡ mình hồi xưa mình gặp cái người đó cũng trắng trẻo đẹp chưa, cho nên mình mới ưa. Mình ưa thì mình nói gì? Còn hỏi ông thầy đi, ông thầy xuống đi nha. Bây giờ á, mình gặp cái chướng này thì mình ráng phục, mình ráng sám hối, ráng cầu nguyện sám hối. Vì nếu như mình đi xuất gia mà người đó chưa có quan hệ với mình, họ oán trách mình, đường tu mình cũng trở ngại chứ không phải đơn giản. Bởi vì có một cái người oán mình. Cái thứ hai đó, bây giờ hồi trước đó, sao mình phải nguyện xuất gia đi, mình đừng chỉ cái dấu sắc mình bỏ vô để nó thành xuất giá. Nếu mà hồi xưa mình có trí tuệ bát nhã đó, bát nhã trí tuệ đó, là mình thấy rằng cuộc đời này nó chỉ khác một cái dấu thôi. Nếu mình khéo đừng để cái dấu sắc vô là xuất gia. Bây giờ lỡ bỏ dấu sắc rồi thì xuất giá, phải không? Mà bây giờ xuất giá rồi á, thì bây giờ lỡ rồi bỏ dấu quyền vô xuất già. Mình vẫn ở với người đó, chăm sóc họ để hết cái việc đời này. Nhưng trong tâm mình phát nguyện, bây giờ con nguyện đời này thân không xuất gia nhưng tâm con xuất gia. Những cái gì mà mình làm bằng cái hạnh của người xuất gia được, mình xuất đi. Nhưng mà thưa đại chúng, chữ xuất gia nghĩa là gì? Trong đó có ba nghĩa. Mà cái nghĩa thù thắng của xuất gia là xuất phiền não gia, ra nhà phiền não, chứ không phải là ra cái nhà mình đang ở mà gọi là xuất gia. Mình ra khỏi cái nhà mình đang ở là nghĩa của một nghĩa của chữ xuất gia. Nhưng mà mình khôn hơn, bỏ cái nhà nhỏ vô nhà bự. Đó là cũng cái này cũng cái gia mà. Nhưng mà xuất gia cái nghĩa đầu tiên là ra khỏi nhà mình đang ở và xuất thế tục gia. Nhưng mà có rất nhiều người xuất thế tục gia nhưng mà vẫn chưa xuất được phiền não gia. Bây giờ nè, mình ở trong nhà mình chăm sóc ông này nè, mà mình không phiền não gì hết mới gọi là xuất gia. Trời ơi, mình chăm sóc ông này nghiệp trước của tôi. Mình thấy là mình chứ phải lâu chứ được. Mình phải thấy rằng bây giờ mục đích xuất gia để làm gì? Trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Thì thôi bây giờ chúng sanh này cần độ nè, độ chúng sanh này trước. Chúng sanh này mà độ được thì vô lượng vô số chúng sanh độ được. Cái bài kinh Tựa Lăng Nghiêm mà đại chúng tụng mỗi buổi sáng: tương thử thâm tâm phụng trần sát. Chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm nha, đọc cho đúng. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, nghĩa là con nguyện lấy cái thân này độ chúng sanh tận cùng, nhỏ nhất như cát bụi, mà không phiền não, không bất cứ một cái khổ đau gì, mới gọi là thâm tâm. Thâm tâm nghĩa là đem hết tâm lực của mình độ những chúng sanh, dù họ ít ỏi như một hạt cát cũng phải độ.
mà hơn nữa một chúng sanh này là chúng sanh đang có duyên với mình, mà duyên đời chứ phải chưa phải là duyên đạo, thì mình phải ráng làm sao tu tập sám hối để chuyển nghiệp. Nếu quý vị tin gì Phật Hòa nói, quý vị làm, quý vị sẽ thấy. Mỗi tối cô phát nguyện, con nguyện đời này xuất gia hoặc đời sau con xuất gia, chỉ mong nếu con đời này đủ duyên, Tam Bảo gia hộ cho con, nghiệp chướng tiêu trừ, đủ duyên để con xuất gia học Phật. Còn nếu không đủ duyên đời này, con nguyện từ đời sau con làm người xuất gia và con trả hết cái nghiệp của đời này. Mà nói nghiệp chứ nghiệp gì đâu. Thì bây giờ bất quá là người ta chưa có phát tâm giống mình thôi. Bây giờ không lẽ bây giờ có một ví dụ thôi, có là gặp mấy anh trẻ hay mấy chị trẻ mà nó đi tu đi, nói dạ con tu chưa được, nghiệp chướng nặng nề. Không lẽ mà nói vậy. Mà nếu mà mình đũa là nghiệp chướng nặng nề đây, nặng nề quá trời. Cho nên thôi, đừng có nặng lòng cái chuyện này. Mình hãy làm một người tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia, chứ không phải là không xuất gia. Tâm chưa xuất, thân chưa xuất gia mà tâm đã xuất gia. Rồi bây giờ trong thời gian mình làm người tại gia nè, học những cái điều người xuất gia làm. Ví dụ nè, trước hết đừng giận hờn phiền não là xuất gia. Cái đó là cái tại sao thầy tu phải cạo đầu? Tại vì muốn hạ tiện sao bấm gội đầu? Why you shave your hair? Just to save shampoo. Cạo tóc là tượng trưng cho phổi phiền não. Tóc là nó rối, cho nên sáng nào cũng phải chải. Mà chải mà nó còn nguyên không khổ mà rụng là rầu. Cho nên thôi mình cho nó rụng luôn đi khỏi khổ. Đó là một. Hễ mà nó bạc là tốn tiền nhuộm, mà nhuộm không đúng màu về khổ hơn. Cạo luôn cái khỏi khổ gì nó hết. Cho nên người xuất gia, cái bài kệ phủi tóc: thế trừ tu phát, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Cạo bỏ râu tóc, cầu cho chúng sanh vĩnh viễn xa lìa phiền não, để đi đến chỗ vắng lặng viên mãn hoàn toàn. Như vậy, tóc là tượng trưng cho phiền não mà chúng ta phủi nó để gọi là phủi phiền não. Thứ hai, cạo cái đầu để làm cho mình xấu đi. Như em vậy, cạo đầu nhìn xấu lắm. Giả bộ nói vậy thì ok. Nhưng mà thưa đại chúng, cái thứ hai là gì? Mình cạo cái đầu để cho mình phải nhắc nhở mình là người khác thế gian. Cái thân dị tục nó khác với người đời rồi. Nhưng mà mình phải làm sao cho cái tâm mình nó cũng khác đời luôn, thì mới gọi là tâm hình dị tục. Mình đi xuất gia rồi là mình đã bỏ những cái gì mà không cần thiết, mà mình sống y chang như người thế gian, thì làm sao gọi là dị tục được? Dị là khác. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Phàm là người xuất gia, một bước chân của mình phải đi tới chân trời cao rộng. Thân hình tướng và tâm hồn của mình phải khác với người thế tục. Đó là nghĩa của xuất gia. Cho nên quan trọng là mình phủi được phiền não ngay trong phiền não. Nếu mà ông này làm cho mình phiền não này,
mình phủi được ông này cái phiền não con này thì mai mốt vô chùa phủi những cái phiền não khác vậy. Cho nên thôi thì bây giờ nói tóm lại, ở trong cảnh khổ mà chúng ta tu được để gọi là đắc đạo, thành đạo. Con xin thưa thầy, nhà con có nuôi một con chó, và con chó nó và con đều ăn chay. Con đi chùa nào cũng dắt nó đi theo, được nghe kinh Phật. Vậy con xin thầy giải thích cho con biết, nó có được nghe thầy thuyết pháp không? Nó nghe hay không hỏi nó, chứ hỏi thầy sao thầy biết? Tối nay họ có dẫn nó theo đây không? Nếu mà có, lát tối về hai mẹ con hủ hỉ. Hỏi nãy thầy nói con có nghe không? À, không cho nó vô. À, vậy lát cô về cô nói lại nó nghe. Kính bạch thầy, hôm nay con đã được gặp thầy bằng rau bằng củ. Ý muốn nói là toàn tàu hũ á. Con thật quá vui mừng vì tâm nguyện con đã được thực hiện. Con xin thầy hoan hỷ giải thích dùm thắc mắc của con. Phật dạy rằng nếu ai có lòng niệm thành tâm niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà thì sẽ được Phật rước. Nhưng con lại nghe giảng rằng nếu thành tâm niệm Phật đêm ngày mà không hành theo hạnh Phật, vẫn còn đầy tham sân si chấp trước thì chỉ uổng công. Thôi vậy là sao, xin thầy chỉ dạy. Nếu con có nhiều thắc mắc thì con có bị phạm vào lỗi niệm Phật mà còn nghi ngờ không? Có duyên được nghe pháp của thầy, con thấy mình tinh tấn rất nhiều. Con còn một thắc mắc là sao người ta không... cái micro có chân để bàn mà bấy lâu nay thầy cứ phải cầm tay micro quá mỏi tay, con không biết có huyền cơ gì không. Trời ơi, cầm microphone mà cũng huyền cơ nữa. Nếu mà nói mà cầm microphone mà huyền cơ, mà tại chúng đang ngồi im lặng, em đưa lên gãi không biết có huyền cơ gì không. Thôi bây giờ mình giải quyết cái chuyện này trước ha. Thưa đại chúng, là chúng ta thường hiểu lầm niệm Phật á, là cái miệng mình lâm râm tên Phật gọi là niệm Phật. Nhưng mà thật sự niệm như vậy á, nó chỉ là một phần nhỏ của câu niệm Phật, chứ nó chưa trọn cái nghĩa. Cái nghĩa của chữ niệm Phật là tâm mình nghĩ nhớ Phật, miệng mình niệm Phật, đời sống hàng ngày của mình hành theo Phật, ba nghiệp mình dung thông, gọi là thân thì hành theo Phật, miệng thì niệm danh Phật, tâm tư tưởng nhớ Phật, gọi là thân khẩu ý miên mật Phật, thì chúng ta mới được thạch được kết quả tốt. Còn bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình uống thuốc, bệnh uống thuốc. Khi mình uống thuốc á, thì mình phải theo toa là một, uống đúng giờ là hai, và đồng thời phải uống đúng liều lượng. Bây giờ uống thuốc mà uống không đúng giờ, mặc dù có theo toa bác sĩ, nhưng mà uống đúng không đúng giờ, uống quá liều, thì cái thuốc này nó cũng không có tác dụng tốt. Cũng như vậy, chúng ta chỉ làm một việc là miệng lâm râm niệm Phật, đời sống hàng ngày không có làm một cái gì giống như Phật hướng dẫn, thì chúng ta chỉ được một phần thôi. Đó là được cái phần là giảm được cái lỗi nói năng lăng xăng, chỉ được có cái tốt là lâm râm niệm Phật, nhưng mà cái ý chưa tịnh.
đi ngang niệm Phật mà thấy con nó ăn tôm cua, nó sao con không đập cái chỗ này nè, thịt nhiều lắm. Nó ăn cua mắc gì tới mình mà chỉ nó, chỗ này thịt nhiều lắm con, gõ gõ chỗ này. Rồi nó ví dụ như nó lấy nước tương ớt ra nó chấm, nó này muối ớt chanh mới ngon con. Như vậy thì miệng mình niệm Phật mà ý mình chưa Phật, thì cái câu niệm Phật của mình nó nhìn là nó có được cái tướng niệm Phật mà tâm chưa Phật. Như vậy thì không có tội nha. Nhưng mà ở cái phần quả, kết quả của sự tu hành thì nó thiếu. Bởi vì mình uống thuốc không được, chỉ có theo công thức bác sĩ thôi mà không đúng lúc, không đúng giờ uống, không đúng mà cái liều lượng uống, thì nó chỉ được phần kết quả là mình có uống thuốc mà tác dụng không bao nhiêu. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng thấy được rõ cái chỗ đó. Nếu mình niệm Phật mà miệng mình lăm râm lần chuỗi niệm Phật mà tâm ý không Phật, hành động không Phật, thì được có một cái đó. Thì nhân mình vậy thì cái quả mình nó nhiêu đó thôi. Còn nếu mình nhân mình đủ ba thì quả mình đủ ba. Chứ không có Phật trời nào mà quở phạt mình mà thấy mình tội quá, rồi trời tối nay mà mệt quá mà cũng niệm 10 chuỗi ha, thôi ghi sổ đi, mai mốt cho đi lên trển sớm. Phật không có ghi sổ ai kiểu đó hết á. À, mà cái mà Phật nhắc chúng ta mà niệm Phật là vậy. Ngày xưa người ta không niệm Phật như mình đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật vậy nè: Phật là bậc ứng cúng, bậc xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời người. Phật là người có trí tuệ chơn chánh. Phật là bậc khéo vượt tất cả mọi khổ đau. Phật là bậc điều ngự có thể chế phục mọi phiền não. Phật là một bậc trượng phu, Phật là thầy của trời người, là Thế Tôn. Cái câu đó là ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngày xưa ta niệm Phật ta niệm vậy đó, ta niệm cái đức tu của Phật chứ không phải ta niệm hoài cái danh Phật. Bây giờ chúng ta có một cách niệm khác là niệm danh Phật, nhưng cái đó là mới có một phần ba. Bây giờ ráng thêm chút nữa, niệm Phật là tâm duyên câu Phật, ý nghĩ Phật. Được như vậy thì nhất định á, mình sẽ được kết quả tốt. Vãng sanh cực lạc không thì chưa biết, mà thấy chắc chắn đời này mình vãng sanh cực khổ. Niệm Phật không có khổ, niệm Phật hạnh phúc an vui là vì mình không có bị chi phối bởi những người xung quanh. Còn cái chuyện mà thầy cầm microphone có huyền cơ gì không đó, là cái huyền cơ ở đây á, là tại vì á, Pháp Hòa phải cầm nói nó mới rõ, còn để xa xa hơi nó yếu. Thưa thầy, khi nào thì thắp một cây nhang và nghĩa gì? Còn hai cây và ba cây nhang là nghĩa gì vậy thầy? Khi nào mà nhà sắp hết nhang thắp một cây? Còn khi nào mới ra chợ mua nguyên bó thì thắp ba cây? Cái câu này mới trả lời hồi tối hôm qua ở tại Utah. Bây giờ quý vị chịu khó mai mốt nghe cái bài đó hay giờ nghe luôn giờ? Hương là gì mà phải thắp? Đạo Phật lấy cây hương bởi vì khi nói hương là phải nói tới mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là tượng trưng cho cái mùi thơm của cái người đức hạnh, chứ không phải là cái hương vật chất. Nhưng mà lấy cái hương vật chất để biểu tượng qua cái hương của cái người có đức, có hạnh. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Bởi vì chúng ta làm bất cứ việc gì mà chúng ta thiếu giới, định, tuệ thì việc làm không thành công. Pháp Hòa ví dụ, mình muốn mở cửa hàng làm ăn mà không theo luật pháp là không có giới. Bởi vì giới nghĩa là luật, luật là luật pháp hiện hành. Không có giới thì luôn luôn mình sống làm ăn nhưng mà hồi hộp lắm, sợ không biết bị bắt lúc nào, thiếu định. Và khi thiếu định, thiếu giới thì sự sáng suốt của mình nó thiếu, cho nên thiếu tuệ. Một việc gì chúng ta làm mà có giới
thì nhất định sẽ có định và sẽ có tuệ. Vì vậy cho nên chúng ta thắp ba cây nhang: giới, định, tuệ. Nhưng mà một việc làm chúng ta nó cũng có đủ hai cái kia bên trong đó. Ví dụ chúng ta làm ăn hợp pháp là giữ luật, giữ giới. Vì sao chúng ta làm ăn hợp pháp? Vì chúng ta có sự định tĩnh, nhận định đừng làm cái điều đó. Và chúng ta có tuệ giác rằng muốn làm ăn lâu dài thì không nên làm ăn bất hợp pháp. Vậy thì trong một việc làm ăn hợp pháp nó có đủ giới, định, tuệ, cho nên chỉ cần thắp một cây nhang cũng đủ. Nhưng mà ba cây hương đó là ba cây hương vật chất, tượng trưng cho giới, định, tuệ. Cho nên nhà Phật á, đề cao ba điều. Người nào muốn tu hay là muốn sống ở đời mà trọn vẹn thì phải đủ ba điều: giới, định, tuệ. Một lư hương ba chân, gãy một chân thì lư hương đứng không vững. Một trong tất cả, tất cả là một. Quý vị đều thấy được cái chỗ một trong tất cả không? Một con người này có đủ các vật chất trong này: cà rốt, khoai môn, củ sắn, đậu nành, mì căng, dưa leo, dưa chuột, đủ thứ hết. Tất cả trong cái một, phải không? Rồi mình một trong tất cả. Bây giờ chỉ cần nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa là một. Một trong tất cả, phải không? Một trong tất cả, rồi tất cả quy về cái một. Cho nên ba cây nhang cũng là một cây nhang. Đó. Nhưng mà cái hương đó là tượng trưng cho hương đức hạnh. Vì vậy cho nên Kinh Pháp Cú mới nói: hương của tất cả các loài hoa, không hương nào bay được ngược gió. Chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió muôn phương. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thưa đại chúng, ở trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết liền. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác, mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc. Cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt. Tôi thấy vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy đó. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói: con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy coi, con hỏi thầy coi, thầy ơi thầy có phiêu không? Ôm thầy một cái, thầy trả lời liền: cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy này tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy này tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết.
Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết. Bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy, mình tu không phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy lúc trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri, lạnh nhạt với tất cả không phải. Nhưng mà mình biết trang rãi tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắc. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ như, có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, mình định nghĩa như vậy, không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình, cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết đó là đẹp, nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần tôi. Cho nên tu không phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình, ví dụ như có cái ông đó, ông học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang, hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy một bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á, ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum. Tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền xương gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở học giáo lý không, xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây, sắt đá,
mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là robot rồi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân. Mộc nhân là người gỗ. Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi lại, tắt lửa lòng chưa? Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này. Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Ghê gớm quá. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là Hòa trả lời đó. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Ví dụ mình cho người ta tiền là phước đức, cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Này trong kinh gì ai nhớ không hà? Cái gì á? Quên rồi. Thầy nói tôi biết liền. Ở chùa Phổ Hòa có một sư cô, cổ mất rồi, cổ lãnh mà cổ rất là dễ thương, một cổ khôn động trời. Mấy đứa nhỏ nó vô nó, cô nhớ con không? Mày làm cho tao khùng vậy tao biết mày. Rồi kia tao hỏi vậy chứ con tên gì? Thì mày nói trước đi tao nói theo. Lãnh đó. Cổ đi tới nhà người ta, thầy viện chủ dẫn cô đi theo. Bữa đó cổ tới nhà người ta, cái người ta nhường nguyên cái phòng master bedroom cho cổ ngủ. Mình thấy cổ lớn tuổi, người ta nhường chủ nhà, nhường nguyên phòng. Ngủ được 4 giờ sáng dậy rồi. Dậy mở đèn, mở tủ áo rồi người ta ra lục được xong cái đi ra đấy. Trời ơi, nhà này quần áo nhiều quá, chết liền mới xong hết. Dễ thương vậy đó. Rồi cái người chủ nhà họ nghe xong họ cười sặc sủa, họ cười mà tới bây giờ nhắc tới cô lại vẫn kể câu chuyện đó. Ai mà đi giận người lẫn. Giống như cái ông đó mà ổng tới nhà mà ổng thì hay ăn nói không có chừng mực, vợ dặn rồi nghe, bữa nay đi ăn sinh nhật người ta đó, ông đừng nói bậy nữa bà, để chửi nghe. Ông nhịn suốt cả ngày rồi, tới tối chiều cũng ra cái nói, nè nè, bữa nay tôi không có nói gì hết trơn nghe, coi mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa tôi. Nhịn suốt ngày rồi cuối cùng cũng sổ một câu vậy. Kính thưa thầy, lúc mẹ con bệnh, con có vái mẹ hết con xuất gia gieo duyên. Mẹ hết bệnh đó nha, chứ không phải hết đời á. Nhưng khi mẹ hết, con xin một tuần, mẹ con không cho. Con phải làm sao? Có phải con nợ? Thì bây giờ mẹ hết bệnh, mẹ không cho đi. Thì thôi cứ để nó đi cho nợ, đợi hết thở đi luôn lần. Chứ biết làm sao. Không lẽ tôi xuống vô tu đi tôi chịu. Thật sự ra thì bây giờ như thế này nè. Thí dụ như lúc mình thương người thân mình nguyện. Nhưng mà khi người thân của mình hết bệnh rồi thì họ cũng chưa có mở lòng. Thì mình cũng không nhất thiết là phải làm liền cái nguyện đó. Tại vì mình vẫn biết đó là mình nguyện chứ người kia đâu có biểu. Thì mình không làm lúc này thì mình sẽ làm ở dịp khác. Đó là một cách. Trong trường hợp thứ hai, nếu mình chưa thật sự mình đến mình xuất gia gieo duyên bằng hình tướng, thì mình cũng có thể xuất gia gieo duyên bằng cái tâm tư của mình, gửi cái niềm hoan hỷ đến mỗi đạo tràng và nguyện cho mình đủ duyên để mình hoàn nguyện. Đã là mình
nguyện thì lúc nào mình cũng được, chứ không nhất thiết là khi mẹ vừa hết thì mình phải làm liền, khi mẹ chưa có sẵn lòng cái chuyện đó. Vì trước kia mẹ không xúi thì cái chuyện mà mẹ không chấp nhận cũng là chuyện thường, tại vì tự mình nguyện thôi. Thành tử ra cái chuyện tu á, nó rất là đơn giản. Phật không hề trách móc hay là mắc tội gì mình. Chỉ có điều là mình đã nguyện thì mình làm, không sớm thì muộn, miễn sao mình làm được điều đó thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như trường hợp mình nguyện tu 7 ngày mà bây giờ mình vô chùa mình ở hẳn 7 ngày không được, thì cứ mỗi lần ta xuất gia gieo duyên ở mỗi nơi, thí dụ đây đi, mình vô lần 4 ngày không được, thôi mình vô tu 1 ngày đi, ngày đi tu 7 năm chắc gom lại cũng được rồi. Thật sự ra thì miễn trả nợ được rồi. Thế thì mình giống như mình ăn chay, mình nguyện ăn tháng, mà nếu mình ăn ròng rã tháng ăn không nổi, một tuần ăn một ngày, ăn 30 tuần lễ cũng đủ một tháng. Thật sự ra không ai ép uổng gì mình, mà thí dụ bây giờ mình quịch mà không làm đi, không có ông Phật nào mà rảnh đâu bắt tội mình hết. Nhưng mà tự tâm mình khó chịu thôi à, mình thấy hồi xưa mình nói đó, bây giờ mình không làm. Thì bây giờ mình muốn hoàn nguyện thì mình cứ kiếm cách nào đó, bằng mọi cách mình làm trong cái khả năng của mình. Có nhiều người ta hứa người ta xuống tóc khi mà cái việc người ta xong, tới hồi xong việc rồi á, thì họ mắc cỡ, họ không chịu xuống. Họ nói trời, giờ còn đi làm leo, họ còn đi làm tóc nè, giờ cạo đầu kỳ quá. Họ nói thầy nhá kéo giùm con được không? Mà phải trời ơi, bắt thầy ăn gian nè. Lúc hứa cạo mà giờ nhá kéo là sao? Thôi bây giờ nhá đây là để tượng trưng, nhưng mà nhớ một lúc nào mình đủ hoàn cảnh thì xuống. Tại vì cái đó là ước nguyện của mình thôi. Mình không xuống không hề có một cái tội gì, nhưng mà trong lòng mình sẽ rất là khó chịu, vì mình đã nói một cái điều mình có cảm giác như là mình lường gạt ở trên vậy. Ở trên dán màn xuống nói du nữa hay du. Lần sau có chuyện tới không chừng ta không có à. Bạch thầy, con quen một người được 7 năm rồi mà vẫn chưa thể đi đến hôn nhân. Chà, chắc muốn thầy ép rồi. Con muốn hỏi là bây giờ nếu con chia tay với người ấy mà người ta vẫn thương con, vậy con có mang tội không? Và như vậy con có mang nợ với người ta không? Con cứ nghĩ là nếu mình nợ người ta mà không trả hết thì sẽ nợ đến kiếp sau. Mà con cũng không muốn mất thời gian nên không thể đi đến hôn nhân. Xin thầy cho con ý kiến. Cái này là thuộc gỡ gối tơ lòng. Thôi thì bây giờ đơn giản thôi. Đạo hữu về hát cho anh nghe cái bài mà anh ơi 7 năm rồi anh cưới thì sao. Thật sự cái này là hai người phải giải quyết. Tức là mình cũng có một cái ngồi lại nói chuyện là bây giờ phải giải quyết rõ ràng cho mình như thế nào, để mình biết mình còn tính. Không cưới tôi thì cưới gấp, không cưới thì nói cho tôi biết, tôi đi tu. Mà ở ngoài đời không trả người này, không trả người khác à. Kinh Lăng Nghiêm là dành cho quý thầy, sư cô hay cả Phật tử cùng được tụng? Thưa đại chúng, là Kinh Lăng Nghiêm á, là một bộ kinh Đại Thừa. Đức Phật dạy về những cái tâm ma, những cái chướng ngại khi mình tu tập. Thì đối với những người đặc biệt tu thiền thì đa phần là cần phải biết để mà mình tu tập. Nếu mà về cái phần hành trì, tụng niệm, ai tụng cũng được, không luận là tăng ni, bất cứ người nào cũng có thể tụng. Con có bà chị không thích niệm Phật mà chỉ thích nói phone. Giống mi á. Ngày nào mà ấy cũng gọi phone cho hết người này đến người kia để tán. Con khuyên chị ấy để thời gian niệm Phật tốt hơn, thì chị ấy nói là tao chưa tu được. Mong thầy cho lời khuyên trong trường hợp này.
Thôi bây giờ Pháp Hòa cũng nói cái câu hỏi này nè, tao chưa làm được. Tao còn nói không dữ lắm. Tại sao người Việt mình chưa tám? Tại vì mình bắt chước người Tàu. Người Quảng á, người nào mà nói nhiều là kêu bạc phò. Bạc là tám á, bạc phò đó rồi mình mới dịch lại chữ bạc phò là bà tám. Chứ tiếng Việt là chữ bà tám nó có nghĩa gì đó. Nói vậy mà ai thứ tám ta buồn. Thưa đại chúng vậy nè, mỗi người mỗi nghiệp. Bây giờ á, nếu như mình khuyên chị niệm Phật không được á, mình vẫn nương cái chuyện nói phone của chị mà mình nói cách khác. Chị ơi, bây giờ á, em thấy chị nói phone với bạn, thôi thì chị á, chị nói sao mà chị nhắc nhở mọi người, người ta hướng tâm thiền được cũng là cách nói phone. Thành đến nói phone cũng chưa chắc là không tốt, nhưng mà quan trọng là biết cách nói phone. Trước khi chị bắt phone, chị đọc kinh nha. Kinh nói phone, quý vị biết kinh nói phone không? Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Nếu mình từ bi nữa đó, viết cái bài kệ nó ra, dán ngay cái phone. Và tất cả chúng ta cũng có thể làm điều đó. Ghi cái bài kệ với phone đó, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Thậm chí mình sang một băng giảng cho người ta, mình cũng để nghe cái chỗ mình thâu băng giảng hai câu. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tại vì người ta thích nói phone mà mình biểu người ta nói pháp khác ta đâu có chịu. Bây giờ mình dẫn dụng cái pháp nói phone của người ta. Cái này gọi là gì? À, nhân sự tùng sự. Nhân việc đó, tôi tùy theo cái đó tôi nói. Hồi nãy có một Phật tử quy y có pháp danh là Thuận Từ. Thuận Từ là gì? Là mình có lòng từ bi thì tùy thuận chúng sanh mà độ. Mình tùy thuận. Có cái câu chuyện này có thiệt à. Có hàng bà đó đến thăm một vị hòa thượng ở quận Huế. Mình nói về bạch hòa thượng, hai vợ chồng con bây giờ ăn chay rồi, rồi sắp sửa chúng con làm cái thất nhỏ nhỏ, hai cái ông bà tịnh tu. Xin hòa thượng cho con cái tên để con đặt cho cái thất nhà con. Cái hòa thượng đặt là thất học trai. Học trai nghĩa là mình học trai giới. Cái bữa đó thỉnh hòa thượng tới để làm cái lễ an vị Phật xá tịnh cái thất vậy đó. Cái quý thầy mới bạch ôn, sao mà ôn đặt cho cái thất này tên là thất học trai? Ôn cười nói ta bị chi mô, vừa nợ hàng tới, thằng xin cái tên tao thầy hai tên đi Phật tộc, ta đặt học trai là hai chồng. Hai cặp đó, hai cái đầu tộc là học trai. À, hai cặp là giống như ngày hôm qua mà cái ông đó tụng vậy đó, đông bô ngàn trên trôi, đôi ba ông ngồi trên trang. Cũng giống như là cái ông đó ông đi tụng kinh mà đệ tử sách lộn nguyện lịch vậy đó, vô đó ổng biết gì đâu ổng tụng, ổng cứ tụng đại đó, nam mô tháng giêng Phật, nam mô tháng hai Phật, nam mô tháng ba Phật. Và ổng tụng xong em thấy trên cái bàn có mấy cái bánh ít đó, cái ổng đưa cho cái đứa đệ tử nó cầm, cái nó cầm xong cái nó đi rồi, nó đi cái ổng đó ổng tụng xong tới tháng 12 rồi, tới tháng chạp Phật rồi. Ông say qua ông gặp bà thí chủ hoa bố, đệ tử tôi đi đâu rồi? Ông nói dạ bạch hòa thượng nó đi vào tháng 8.
Thì hồi đó mình tụng kinh đó, mỗi lần mình tụng kinh chúng linh á, mình hay tụng chữ Hán, ta không có hiểu đâu. Trái chủ tụ về, bình thân gia quay. Nó cứ ngồi chơi ra, ngồi giọng thầy tức quá. Trái chủ tới đây, chắp ta lại, rồi chắp ta lại xong rồi đứng yên một chỗ. Có cửa nọ kia ổng tụng bằng tiếng Hán không? Tới gấp cơ không? Trai chủ thành tâm khải phạn hiến cung. Nó làm việc nó đâu biết khải phạn. Con bà kia nó nói lấy cơm gấp cho má con. Nó đứng dậy nó bưng nguyên tổ rút cho cái xác chết. Điều đó không có nói rõ. Sớm cô đứng tưởng con cầm miếng thức ăn lỡ đút ngay không bà. Bữa đó cái cô đó, cô làm đồ cúng. Cô cũng quấn mấy cái con tôm á. Cô quấn xong cái cô cắt nhỏ nhỏ cái con gấp, cho con gấp cái đuôi con tôm để cho cái chén. Cái chén luôn cô nó đầy quá thì để lên cái lên lên cái nó rớt. Cái bà đồ tử, cái thằng bực thiếu gấp cho má nó có đuôi tôm. Má nó ăn bị sạch. Nhân sự tình sự. Thầy đang cúng, cúng sao, đọc tên cúng sao. Rồi ông làm rớt cái gì, ông cầm cái bà với tôi. Thầy ơi, sao không có sao, thầy đang cúng sao. Nhân sự tình sự. Cho con xin hỏi một câu về pháp danh. Theo truyền thống người Việt xưa có quy tắc đặt tên con cháu gồm chữ lót là Nam Văn Nữ Thị. Tên nam thường là nhân lễ nghĩa trí tính hay công hầu khanh tướng, còn nữ là công dung ngôn hạnh hay mai lan cúc trúc vân vân. Vậy thì khi quy y Tam Bảo, một vị thầy sẽ ban pháp danh cho Phật tử. Vậy theo một quy định, theo một quy tắc nào đặt không, hay chỉ đặt theo ngẫu hứng tùy duyên? Hôm nay nghiên cứu tới pháp danh. Chắc có ý đi tu. Thưa đại chúng, cái truyền thống đặt pháp danh đó, nó không có từ thời Đức Phật. Thời Phật không có đặt pháp danh. Ai tên gì đi tu cũng là tên đó. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, khi đạt sanh Ngài, mẹ Ngài đặt Ngài là Xá Lợi Phất, thì Ngài đi tu cũng tên là Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên sinh ra, mẹ Ngài đặt tên Ngài là Mục Kiền Liên, thì cũng tên là Mục Kiền Liên, không có đặt pháp danh gì hết. Mãi đến khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa, thì các vị tổ Trung Hoa mới đề ra cái ý là tất cả Phật tử hay là người xuất gia đó, mình nên đặt cho họ một cái tên có ý nghĩa tu tập. Cho nên từ đó cái phong trào đặt pháp danh mới có mặt. Chứ trước kia không có. Thì đặt pháp danh đó, chữ pháp nghĩa là Phật pháp, danh nghĩa là tên. Pháp danh nghĩa là tên trong Phật pháp nhằm mang một ý nghĩa nhắc nhở mình tu tập. Ví dụ như Phật tử đó, pháp danh là Diệu Nhẫn. Diệu Nhẫn nghĩa là gì? Nghĩa là người này có sức nhẫn nhịn vi diệu. Nghĩa là người này có một pháp tu nhẫn nhục vi diệu. Chữ diệu đây là tượng trưng cho giáo pháp, tượng trưng cho diệu pháp. Mà nhờ có diệu pháp cho nên mình có đủ năng lực nhẫn nại chịu đựng. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây mới hỏi là bây giờ các thầy đặt pháp danh căn cứ vào đâu? Thật sự ra khi quý thầy đặt một cái tên có ý nghĩa là căn cứ vào cái tâm tư lành thiện của các ngài rồi. Nhưng mà sau này á, các tổ mới đề ra cái cách là
đi theo cái bài kệ, để cho cái người đệ tử nó nghe tên mình đó, là biết mình trực thuộc cái dòng phái thiền nào, nguồn gốc mình ra làm sao. Thì thường thường á, các ngài hay theo một cái bài kệ, rồi mỗi chữ của cái bài kệ đó, mỗi một chữ trong bài kệ đó là một thế hệ đệ tử, rồi đi kèm với cái tên mà mình đặt cho người đệ tử đó. Và Việt Nam mình có nhiều dòng thiền, nhiều bài kệ. Ví dụ cái bài kệ, có một cái bài kệ truyền là thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức phổ từ phong. Mỗi một chữ trong đó là thế hệ đệ tử. Rồi bây giờ ví dụ như cái thầy đó, thầy tên, thầy pháp danh, thầy là Nguyên gì đó, thì theo nguyên tắc bài kệ là tâm nguyên quảng nhuận, thì đệ tử kế thầy, cái người, cái thế hệ sau thầy là phải chữ quảng, bởi vì thầy chữ nguyên, nguyên rồi mới tới quảng. Rồi tất cả đệ tử nào mà có chữ quảng mới đặt đệ tử xuống chữ nhuận, nhuận rồi có đệ tử cho xuống là chữ đức. Đó là cái chữ đầu. Còn cái chữ thứ hai của pháp danh là do mình suy nghĩ mình đặt. Và để cho thuận tiện, các ngài thường hay đặt theo cái tên mình, không phải là tùy tiện đặt mà có suy nghĩ. Ví dụ như là cái vị đó tên là Mỹ, có thể đặt tên là Tâm, là Mỹ Tâm, là Tâm đẹp. Pháp danh là Quảng Tâm, ráp với cái tên của mình là Mỹ, Mỹ Tâm. Hay là nói là tên đó Mỹ, tên người đó tên Mỹ, đặt tên Đức, Mỹ Đức, có người đó có cái Đức rất đẹp. Chứ không phải là Mỹ là America và Đức là Germany. Nó tên, có cái cô đó cổ tên là Lê Thị Trường, pháp danh là Quảng Nhuận, ráp lại là Nhuận Trường. Trời ơi, ra cái mấy đệ huynh đệ nó, trời ơi, tên chị đẹp quá, Nhuận Trường. Cái cổ vô cự ông thầy, thầy đặt tên con kỳ cục. Phải sao kỳ? Tên con tên thầy đặt con là Nhuận Trường. Ông thầy nói vậy muốn gì nữa, quanh năm khỏi lo bón. Thì để cho dễ, thường thường các thầy hay dùng cái từ là tên đâu, chữ đó. Thí dụ như người đó tên Hòa, đặt Thuận. Thí dụ như đó. Thì người đó tên là... mà người nào mà xấu quá phải kiếm chữ khác chứ. Thí dụ như là không lẽ người đó tên là Ba, cái đặt là Diệu Ba, Ba Ba. Thí dụ như cô đó tên là Nguyễn Thị Của, đặt Diệu Cải, Của Cải. Có những chữ đặt được. Nếu mà có một cái cô đó có vui lắm. Cái bữa đó cổ pháp danh của cổ á, pháp danh thầy của cổ đặt cổ là Không Thích, lót chữ không, chữ thứ nhì là Thích. Cổ viết giấy lên hỏi thầy ơi, pháp danh Không Thích thì sao? Trời ơi, mình dặn gân mình giải thích thì cô không thích, thì cô phải hỏi thầy cô. Mà tại sao cô không thích? Tại cô cứ nhiều khi mình không hiểu cái pháp danh của mình mới không thích. Chứ nếu mà mình hiểu thì mình sẽ thích. Cô ngồi hoài không đúng tên cổ, con nói dạ không, con tên là Không Thích. Có một bà cụ đó, pháp hòa đặt bà cụ pháp danh là Tịnh Thê. Thì chữ thê là gì? Là cái thang, nghĩa là người này từng bước leo lên cái thang về với cõi tịnh. Bởi vì pháp hòa dựa theo cái bài kệ, tên của một vị tổ tên là Vân Thê. Mình có một vị tổ Vân Thê là thang mây. Con cầm tờ giấy lên, thầy ơi, đời của tôi nó khổ từ đầu đến đuôi, tưởng quy y đổi đời, thầy cho thêm chữ thê này, thê luôn, thê thảm, giải thích cỡ nào bà cũng không chịu hết.
Cuối cùng phải tùy thượng chúng sanh, cho luôn chữ tịnh nhàn. Vậy chịu chưa? Ờ, chữ này được á. Nó nghe tên thì phải nhàn nhã không? Cái thứ hai á, khi mà mình ghi danh quy y á, nhớ phải để cái giới tính của mình. Tại có những cái tên không có biết là nam hay nữ. Con cái chú đó, chú tên là nữ, ông tên nữ. Bây giờ ông đem pháp danh lên, đưa cái tên vô mà ông nói em là nam. Trời đất ơi, thì mình thấy ông nên tên nữ là khỏi cần nhắm mắt cũng đặt tên luôn nữa, chứ đừng có phải suy nghĩ về. Pháp Hòa đặt ông là Chơn Hoa. Ông nhận cái pháp danh xong, trời ơi trời, mà gặp rất nhiều cái trường hợp như vậy đó, thành nữ nam Pháp Hòa cái Pháp Hòa rầu lắm. Mỗi lần mà các chùa mà ghi danh quy, Pháp Hòa nói làm ơn xin giùm tôi nữ hay nam. Nhưng mà cho dù cái chú đó chú mở ngoặc chú để chữ nam, mình cũng nghĩ ai. Nhất định phải ổng là tên nữ. Có bà cụ đó, bà tên là Nguyễn Thị Rồi. Thì Pháp Hòa mới đặt bà cụ là pháp danh là Diệu Liễu, hay là cái gì Liễu, Nhân Liễu cái gì đó. Mình giải thích liễu nghĩa là liễu đạt, là rốt ráo. Hèn chi đời tôi rầu. Thôi mà bên đây bác, may là ông đặt chữ thôi đó, chứ không thôi là thôi rồi. Có nhiều khi có trường hợp này là cái vị thầy đặt pháp danh á, thầy muốn cho dễ dàng á, thầy không đặt chữ khác, tên mình thầy lấy luôn thầy đặt, thầy chỉ sửa chữ đầu thôi theo cái dòng kệ thôi. Thí dụ cô đó tên là Sang thì pháp danh là Quảng Sang, chú đó tên là Hùng thì pháp danh là Quảng Hùng, cứ lấy cái tên mình đặt vô pháp danh luôn là khỏi bị complain gì hết. Mà có nhiều pháp danh vui lắm. Cô đó tên là Nguyễn Thị Lúa, pháp danh là Diệu Thơm. Lúa Thơm. Tên đâu đặt đó mà. Tên đâu đặt đó. Tên này là có bà cụ là gì? Nguyễn Thị Thình, pháp danh Tâm Mẹo. Tí sủ giật mẹo. Thình rồi mới tới mẹo. Có cái ông đó tên là Nguyễn Văn Bá, pháp danh là Minh Hà. Tỉnh ngủ quá hả? Thưa thầy giải thích cho con vấn đề đầu thai. Trời đất ơi. Toàn là hỏi mấy chuyện em chưa vô không. Thầy
thầy giải thích cho con vấn đề bao lâu sau khi chết mình có thể đi đầu thai. Nó có một cái ông giữ cái sổ sanh tử mới biết được ai đi đâu. Em còn chưa biết mai em đi đâu nữa. Nhiều khi gửi cái vé máy bay qua cho thầy trụ trì chứ em có biết ai đón em đâu. Mà chở em đi đâu em còn chưa biết mà. Bao lâu sau khi chết mình biết mình có thể đi đầu thai? 90 ngày hay bao lâu cũng được. Cho đến khi có duyên mới đầu thai được. Có trường hợp nào mình sẽ không thể đầu thai không? Nếu vậy linh hồn mình sẽ đi đâu và làm gì? Con nghe nói đến những người bị ma 5.000 năm tuổi nhập vào người có thật không? Nếu vậy thì linh hồn này không bao giờ đầu thai được và cứ vẫn luôn cho tới 5-10.000 năm sau. Cái này phải mở một trung tâm thu thập các vong. Vong nào homeless mình đưa nó về. Mình hỏi vong ơi, vong homeless bao nhiêu năm rồi? Tại cũng cảm ơn. Tại nhờ những câu hỏi này mình mới có chuyện để mình vui. Nhưng mà không phải vui chuyện mình chê, nhưng mà hỏi cái kiểu này là thầy em cũng không biết trả lời. Thế này chúng đây là theo quan niệm của Đạo Phật. Nó có hai trường hợp. Có những người khi mất lập tức đi tái sinh. Nhà Phật không có dùng chữ đầu thai. Đạo Phật không xài, không dùng chữ đầu thai. Mà nhà Phật dùng chữ tái sinh hay là thọ sinh. Cái trường hợp thứ nhất là cái người đó khi còn sống chưa bao giờ tạo tội. Họ thuần lành thì sau khi mất họ sanh về cõi lành. Họ không cần trải qua 49 ngày. Không cần trải qua 49 ngày. Lập tức tái sinh theo nghiệp lành. Trường hợp thứ hai, người đó cực ác. Họ liền tái sinh về cõi dữ theo cái nghiệp của họ. Không cần trải qua 49 ngày. Như thế thì tại sao tất cả chúng ta ai cũng có 49 ngày? Bởi vì tất cả chúng ta không dám xác định mình thuần thiện hay thuần ác, mà chúng ta chỉ dám nhận mình là thiện có nhưng mà xấu ác cũng có. Cho nên 49 ngày là để thời gian định nghiệp. Đây là theo quan niệm và kinh nghiệm của các tổ. Và các tổ nói là mình cúng thất như vậy để nhắc nhở lỡ mình gặp cái nghiệp bám níu. Có một ví dụ, đôi khi Phật tử mình tu hiểu đạo nhưng thủy chung mình vẫn là một con người, cái tâm triều mến dính mắt có chứ không phải không. Ví dụ cha mẹ mình, vợ con mình, bà con quyến thuộc của mình, những người huyết thống của mình dính mắt, mình thương mến họ. Đó là chưa nói thậm chí mình đi chùa rồi mình cũng dính mắt luôn cả thầy luôn. Thầy này thì tôi thích thầy lắm. Thậm chí mình nghe giảng, thầy đó giảng mình mới đi, thầy kia giảng mình không nghe. Tức là cái tâm dính mắt của mình nó còn, chứ không phải không. Vì thủy chung mình vẫn còn trong cái vòng phàm phu con người. Và chúng ta khó mà điều chỉnh cái tâm mình nó đi tới cái chỗ nhất như bình đẳng. Đa số mình còn dính mắt. Vì vậy cho nên á, cái sự cúng thất cầu nguyện không phải mình tụng cúng là người đó siêu, nhưng mà mình mong rằng á,
mình mang cái lời kinh, lời đạo, đạo lý vô thường, khổ vô ngã để nhắc cho cái tâm thức người đó, để người đó xả bỏ. Và chính khi nào họ xả bỏ, họ mới được tái sinh cõi lành, chứ không phải mình tụng họ siêu à. Không phải thầy tới tụng là họ siêu đâu. Nhưng mà mình mời thầy là bởi vì sao? Thứ nhất, tâm thầy thanh tịnh. Cái đạo lực của vị đó không bị dính mắc bởi bất cứ một cái tình cảm nào trong cái đánh tan này. Và vì tâm thầy thanh tịnh, thầy nhận được chân được đạo lý, cho nên thầy chuyển tải cái đạo lý đó bằng cái tâm lực của thầy. Và cái vong linh đó, cái thần thức của người mất đó tiếp nhận một phần năng lực của một bậc tu hành, hợp lực với đại chúng. Dịu bông, dịu xoài, dịu bưởi, dịu mít, dịu ổi, gì gì đó, hợp sức lại nói cùng một âm đó. Cho nên cái hình ảnh Kinh Di Đà đó, thấy không? Ở phương Đông có Phật gì, Phật gì, Phật gì, các vị cùng gì, quảng trường thiệt ngôn, giữ đẳng chúng sanh đương tính chi pháp. Các vị nói rằng các vị phải tin vào kinh này, vì kinh này là lời nói. Nói vậy để chi? Cái gì cũng vậy, hãy hiệp tâm đồng lực thì nhất định chuyển người đó. Một người tốn được, nhưng mà không đủ sức. Cho nên tại sao một Kiền Liên thần thông mà không cứu được Thánh Đệ? Tại sao phải nhờ mười phương tăng? Cái chỗ này phải đặt câu hỏi. Lòng cứu thế của lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, nghĩa là cũng không, một mình không thể cứu được mẹ, thì ông phải nhờ mười phương tăng. Tại vì sao? Tại vì cái tâm thanh tịnh của chư tăng tu hành nó tạo một năng lực, một sức mạnh không dính mắc. Cho nên khi mình đến đó, mình không có dính mắc bất cứ một thứ tình cảm nào. Mình chỉ vì vong linh đó mình nói cho họ. Họ cùng với tất cả lực của người Phật tử, cùng chung một cái câu đó, làm cho tâm thức người đó tỉnh giác khai mở, phát tâm hướng thiện giảng sanh. Chứ không phải mình tụng họ sanh giảng sanh. Họ mình tụng họ siêu. Nhưng cái lực của mình, cái năng lực, cái lòng từ của mình nó luôn xuất. Hồi nãy Pháp Hòa nói chân ngôn đó, mình mượn lời kinh vì lòng từ lưu xuất qua căn bản trí, đưa đến cái pháp cho người đó, hướng dẫn cho người đó. Anh phải thấy đời là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Cho nên cái bài sáng vong hồn ơi hỡi vong hồn, cuộc đời nay biển mai cồn, tỉnh chưa? Tỉnh rồi một giấc say xưa, ta xin niệm Phật mà đưa linh về. Về cực lạc nước kia, xa quỷ, lìa kiếp ma, nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào mây. Phật như thế mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chí. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì côn ngọc, mặc thì áo châu. Nói vậy đấy chi? Tại vì thế gian dính mắt, con cái ly cũng dính, cái nắp cũng dính, cái bình cũng dính, thôi được dính mấy đó, hết xài được rồi, về cực lạc đi tốt gấp đôi này. Đưa cái họ thấy đó. Cũng giống như mình mà lỡ bể cái bình vậy đó, thôi chị ơi bỏ đi, mai em tặng chị cái bình khác, em mới mua tốt hơn bình này. Nói gì đến chi, để cho họ nhận, họ xả cái cũ. Họ xả cái cũ, mà họ xả cái cũ, họ thoát ly được cái đó, bước được cái dính mắc, họ sanh về cảnh lành. Mà cảnh lành họ sanh rồi, khỏi cần mình cho, tự dưng phước đức. Nhưng mà cái này là gì? Mình đưa, nói theo người đời là nhủ. Tại vì họ đang dính mắc, mình phải nói sao để họ xả, chấp nhận xả cái này. Ví dụ như bây giờ cái nhà cháy, bây giờ mình có ngồi đó mình khóc hết nước mắt, khóc ra nước mắt, nước máu, nhà cũng không có gì được hết. Cái quan trọng là thôi, đừng có lo, mình lo làm giấy tờ, bảo hiểm nó đền. Nghe bảo hiểm cái tự nhiên người tỉnh dậy thì tại nãy giờ quên vụ bảo hiểm. Tưởng đâu là mình trái là mất hết trơn rồi. Nhưng mà nhờ bảo hiểm làm tỉnh dậy. Phải không? Cho nên hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm.
Thì Pháp Hòa đưa như vậy là để là chúng thấy là Phật giáo á, độ sanh là chính, nhưng cũng không quên cái bản nguyện của mình là độ tử. Sanh tử nó tương ứng. Bởi vì nếu không có đi tới độ tử thì làm gì mình nhận chân cuộc đời để mà độ cho người sống. Người sống mà thấy cái đống tang đó về mà tỉnh thức mà lo tu á, thì độ tử tức độ sanh. Thấy được điều đó không? Độ tử tức là độ sanh. Vì mà họ thấy chính kiến. Ngày hôm qua mình nói đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta là người trải qua cuộc du hành mục độ, thấy cảnh già bệnh khổ của chúng sanh. Mục độ là gì? Chính con mắt mình thấy. Thấy cái đó chứ không phải là do người ta nói. Cho nên đi đám tang á, không phải tụng cho họ mà cũng là tụng cho mình. Ở nhà sợ mấy kinh nó không, đâu dám ra tâm nó tụng đâu. Đời nào dám ở nhà mở kinh ra, hồi nào dở dở chăm chăm. Bây giờ hết gặp, hết mong được gần, không dám tụng mấy câu đó, sợ lắm. Nhưng mà vô đám tang tụng. Nhưng mà vô nó có cơ hội tụng cái đó là tự nhiên tụng cái gì? Tụng cho mình, làm cho tâm mình tỉnh ra. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như trời cái khổ. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mồ vô quan tài. Khi nào lượt dắt trong cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang. Khi nào trao ngọc chuốt vàng, có ngộ khó. Nhiều khi ngồi nghe pháp cũng quên. Lâu ngồi nghe pháp cũng chà chà. Hồi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh. Hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ hết quanh còn liệt. Nhờ cái phương diện độ tử. Cho nên có nhiều vị nói đạo Phật độ sanh không độ tử. Nói như vậy là chưa đủ cái phương tiện của nhà Phật. Cứu cánh là độ sanh, phương tiện là độ tử. Mà nhờ cái phương tiện độ tử đó mà đã cứu bao nhiêu người sống. Người thân họ còn sống đời nào đi chùa, nhưng mà nhờ đi đám tang, thầy lo, thầy tụng đồ. Nghe một là tình cảm, thầy tốt quá, thầy làm đàng hoàng. Hai là kinh Phật giải thích, đi chùa vui. Từ đó người sống đi chùa. Một người nằm xuống mà 10 người kia đứng dậy đi chùa. Thì nếu mình nói độ sanh là đúng, nhưng mình chỉ nói được cái cứu cánh mà mình chưa nói được phương tiện. Mà phương tiện mà không có thì cứu cánh cũng khó, phải không? Vậy cho nên đó, độ tử tức độ sanh. Đi tới nó nói mượn tiếng đi độ người chết, mà thật sự là người sống nhờ. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói không sai, 7 phần công đức người chết hưởng được 1 phần, còn 6 phần còn lại là người sống. Đúng không? Quá đúng. Bây giờ nội cái chuyện cúng thôi nè, bày ra 10 món, cắp cây hương lên, má về ăn, má hưởng khói hương chút, 15 phút sau bưng xuống con, người chết hưởng 6 phần chứ gì nữa. Đó là không phải nói về, nói chơi về phương diện hình thức. Còn nếu mà nói về cái hưởng được cái pháp, nhờ người chết về lên chùa cũng 7 thật. 7 tuần nghe pháp, 7 tuần tụng kinh, 7 tuần lễ Phật. Biết đâu chừng căn cơ mình chín mùi rồi, một trong 7 tuần đó, hoặc là sau 7 tuần đó, mình phát tâm hướng Phật. Thấy không? Cho nên người nằm xuống trong ngàn thu vang bụng. Một khi một trong gia đình mình có thể có một người nằm xuống, nhưng mà người đó chính là người tạo duyên cho tất cả các người con biết hướng Phật. Pháp Hòa đã kinh nghiệm cái điều này nhiều lắm. Có những gia đình con cái không hề biết đi chùa, nhưng mà khi người cha người mẹ mất, quý thầy tới chăm sóc lo lắng cho gia đình, an ủi gia đình, giải thích tường tận, chăm lo tang lễ xong, các người con phát tâm bắt đầu biết đi chùa, biết thậm chí còn quan tâm đến chùa, chùa cần cái gì quý vị phát tâm. Thành thử ra ở cái đó không phải mình nói cái việc vật chất, nhưng nói để cho đại chúng thấy rằng đạo là con đường
Phật là tỉnh giác. Mình rất tỉnh giác bất cứ việc gì mình làm, và mình biết mục đích mình làm, thì cái đó không là mê tín. Vì chúng ta làm và chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì, và chúng ta đưa chánh pháp về với cái đó. Chúng ta đâu có biểu cúng mặn, chúng ta đâu có biểu cúng rượu. Chúng ta biểu người thân ăn chay, cúng chay, cúng trà, nhiều đó thôi là đưa tâm hướng thượng. Thí dụ mình chấp nhận cho họ cúng mặn vậy đấy. À, thôi kỳ này quay con heo nha, kỳ này làm con vịt nha, chưa cúng, tâm mở khởi. Bữa nào có bà sẽ nói bài kinh đó. Đức Phật có nói trong kinh về cái vụ này, rằng có nhiều người chưa cúng tế nhưng mà tâm khởi. Kỳ này phải giết bao nhiêu bò, bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt, chưa làm nhưng ý đã tạo rồi. Còn mình hướng dẫn người ta cúng chay thì tâm người ta hướng chay. Và chẳng những vì người chết có con cháu ăn chay, mà nếu họ mời bà con thân tộc tới dự cái lễ đó thì bà con thân tộc cũng ăn chay. Độ tử là độ sanh. Thì cái phương diện mà người mất họ đi tái sinh tùy theo cái nghiệp thiện nghiệp ác, còn trải qua 7 tuần là làm phương tiện độ người sống cũng như giúp người chết. Còn nếu như những vong linh nào họ bám níu quá chặt, cái ái liếm họ quá chặt, có thể họ còn lưu lại. Vì cái đó mình không có xác định, thấy rồi cái gì mà không nói, nhưng mà có những trường hợp như vậy. Cho nên hôm nay thưa đại chúng là bây giờ mình trở lại cái hiện thực. Cái chuyện linh nào dựa, linh nào gặp và tái sinh thế nào, mình chỉ nói sơ để cho chúng ta hiểu đại ý. Cái chính của chúng ta là gì? Đời này chúng ta cần làm ba việc: ráng xa lánh các điều dữ, cố gắng gần gũi các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Khi tâm lành thì nghiệp sẽ lành, mà nghiệp lành thì không cần phải lo mình sẽ tái sinh về cõi dục. Nghiệp lành thì mình sáng về cõi lành, điều đó mình có thể xác quyết. Còn ở đi đâu tùy các chuyện nghiệp. Có nhiều khi mình không được về cõi Phật, nhưng mình được về cõi trời. Và cõi trời nó cũng tùy theo cõi trời nữa. Cõi trời mà nếu mà cái cõi đó thiếu tu thì mình cũng có phước vậy, nhưng mà phước hưởng thôi, không có tiểu tu. Hết phước thì đó là, phải không? Cho nên nếu mình được cái phước về cõi trời, mà cõi trời có tu thì nhất định mình tiến hóa lên. Ví dụ ở nước Mỹ, ở nước Mỹ là sướng như cõi trời chứ gì. Nhưng mà nếu mấy tiên ông tiên bà mà chịu tu thì lên nữa. Nhưng mà nếu ở cõi trời này mà không chịu tu thì vẫn đọa như thường. Ở xứ Mỹ vẫn có người khổ, người nghèo như thường, vì không có phước. Mình ví dụ vậy đó, để cho mình thấy cõi trời nó đang sao. Cõi trời là cõi sung sướng, nhưng mà nếu sung sướng mà không gặp được thiện tri đức, không gặp được Phật pháp thì cũng dễ tạo nghiệp lắm. Cho nên á, quý vị tụng cái bài sám, nguyện cho con kiếp sau sanh phục trung quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Sanh phục Trung Quốc không phải là China. Sanh phục Trung Quốc là xin cho con được gặp một cái quốc độ trung dung. Trung dung không quá kỳ, không kỳ thị. Cái chữ mà quá là có nhiều chỗ quá kỳ thị, quá nhiều chiến tranh, quá nhiều đấu tranh cướp bóc. Mà nếu mình sanh được một cái quốc độ mà bình thường, giống như có ăn, có mặc, có thiện, vân vân, thì những quốc độ đó gọi là Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, lớn lên gặp được thầy tổ. Chánh tính xuất gia, cho con xuất gia bằng tâm chánh tính, đồng chân nhập đạo, đi tu hồi còn nhỏ. Là cái ý như vậy. Rồi bây giờ mình tu á, mình phát nguyện sao? Xin cho con nguyện đời đời kiếp kiếp, dù sanh bất cứ nơi nào, con cũng được gặp chánh pháp Tam Bảo, bảo đảm an tiền.
bất cứ phương ở đời quốc độ nào, Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh hay là Ấn Độ vân vân, chỉ bất cứ quốc độ nào từ nghiệp của con, nhưng chỉ cho con được một diệm phúc là con được gặp Phật Pháp. Ví dụ như đời này có nhiều lúc mình khổ cung cực, nhưng mà may mắn mình gặp Phật Pháp. Có một Phật tử mới viết cho Hoàng lá thơ: con cảm ơn Thầy, con không ngờ là con đã trải qua một cái mất mát, một cái đau khổ lớn, thật là lớn. Và hôm nay con ngồi lại con giật mình, con phát hiện ra con đã vượt qua một cách nhẹ nhàng. Con viết thư này để cảm ơn Thầy là vì quý Thầy đã truyền tải lời Phật, và con đã thấm nhập lời Phật bằng cách nào con không hay, mà con vượt qua, mà đến bây giờ con ngồi con nghiệm lại con giật mình. Con thấy con không thể tưởng được, mà trước kia là chắc con chết rồi, con không thể sống an lạc trước kia ngày nay. Mà sao con thấy cái mất đó nó lớn đối với con, mà tâm con bình thản lướt qua được một cách nhẹ nhàng, con mừng. Mình cũng thế, có những cái đau khổ cùng cực mà tưởng như mình qua nhẹ, mình cảm thấy như mình chưa hề phải vẫn trong. Cái chỗ này đặc biệt nha, quý vị biết chỗ này Phật giáo gọi là gì không? Vô công dụng hạnh. Không cần dụng công mà cái hạnh này, cái tu này nó đi qua một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như giờ mình lên xe, không cần ai nhắc mình xích beo, tự nhiên ngồi xuống, tay kéo dây xích lại. Vô công dụng hạnh. Ăn chay thuần rồi á, đi vô chợ cái không cần nói với mình: nhớ mua đồ uống, nhớ mua đồ uống mang chay. Bán chay trường rồi, đâu cần nói gì nữa. Đi chợ cái là vô thẳng hàng đồ uống, hàng rau, những quán gì mà nói đồ chay. Vô công dụng hạnh, tâm không cần dụng công gì nữa đó. Mà cái hạnh nó vẫn lưu xuất ra một cách linh động. Thưa Thầy, ai cũng nói đi tu là khổ, là cô đơn, mà con thấy quý Thầy, cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý Thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này. Sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm Thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui Thầy ạ? À, thì nhìn thì biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn ba cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có ăn cử, mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ dưới rau. Đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím, tôi đứng góc này. Tôi đi ngang, nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt đó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình, chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép, là mạng phép đổi lời cái bài hát nãy đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu.
Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài vì biệt đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàn chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Thôi bây giờ quý vị nghe câu này nè, hát theo nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hát lại nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, gương mặt nó được tươi. Dễ không? Là hát lại lần cho tươi lên coi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? À, dễ thì hát tiếp. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Làm lại coi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Dễ không? Dễ, hát tiếp. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buông làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường, vô thường, ta đâu buông làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Nín. Sợ, sợ hát tiếp rồi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi, thưa ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời, quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong. Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc nó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói, có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài. Có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó nó rất là, cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo ai lo. Nhưng mà biết lo. Lo cái gì cần lo.
Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có 2 buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo 2 buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Hiểu ý, Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có 2 chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh có 2 chuyện để lo. Một là hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình chết có 2 chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và không còn giờ để lo. Mình ráng 2 câu nổi không? Thôi làm bộ làm cho đẹp lòng hết đi ha. Thưa thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình trước khi mình tuổi tỵ mình phải tuổi thân. Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Vậy đó, ai cũng thương còn tôi không ai ngó. Mà tuổi thân là qua tuổi tỵ gần lắm. Chữ tỵ là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói á, cũng cùng là một bộ với nhau, nhưng mà tôi á, thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu á, là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh á, thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Cái chìa khóa nó nói, trời ơi, anh ổ khóa ơi, thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngợp muốn chết. Thì khóa đã xong nhét cái chìa vô. Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa ổ khóa vậy đó. Cái thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ, chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên, sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở. Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được. Sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh, mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa. Thì mình cũng, cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy, mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này, nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành đó đi, tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á,
mình có thói quen mình làm gì? Đập mũi. Đập mũi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh mũi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con mũi nó cắn mình đau trên mặt là mình giả cái bóp. Con mũi nó chết nhưng mà ai cũng đau? Mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày, đánh tao. Mình muốn người đó chết, nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói: thưa thầy, bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói: chú, bây giờ cái người chú ghét đó, nó đang đứng ngay cây xăng á. Chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng. Chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu, chứ không có đẹp gì hết trơn. Như hôm qua bà thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị. Thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của, mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức nè, ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức, phải không? Mình làm cái, người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Cho con biết vui với cái vui của mọi người. Cho con biết thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm mình cứ vui đi. Mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó đó, sống trong một gia đình 50 gia đình mà 49 gia đình giàu hết, có mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói: ủa, trong cái xóm này ai cũng giàu mà có mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, có mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này, người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày một chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài. Quý thấy điều chừng đó không? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường? Tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy: anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt, người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi,
không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa. Nó vẫn là như vậy. Con có người, con và người ấy làm chung một chỗ làm. Người ấy thấy con hiền ít nói: ấy ơi, người ấy là ai? Nói cho ấy nghe với. Con và người ấy làm chung một chỗ làm. Người ấy thấy con hiền ít nói. Người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn. Không trả, thời gian lâu không thấy trả. Con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại lần hai, người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy? Họ tai ngược dữ lắm thầy ơi. Con rất bức xúc, xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Chắc muốn thầy đi phụng đi đánh lộn hay sao? Thật ra trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không? Cái người mượn tiền ta không trả người ta mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình, thế chứ dĩ nhiên là có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả mình không thấy được. Biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quịch, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thành thử ra ấy ơi, tại ấy không biết á. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi là ấy không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, chưa đủ từ bi, đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nỗi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ anh là người có tội, anh sẽ đọa địa ngục, anh sẽ trả lại cho tôi, đừng, gặp ấy nữa mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa sổ. Có thể đời trước tôi mượn của người này, tôi không trả, thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả và tôi vẫn, cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩ như vậy đi, để tâm mình nhẹ nhàng, không có để cho người ấy làm một cái nặng nề trong thân thể của ấy nữa. Ấy nhớ không? Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. Cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật: Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi, cái lòng độ lượng của Phật á, ôm ấp cả thái hư này. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thí dụ bây giờ người đó, người ta làm gì mình á, mình thay vì mình nói là anh đó, đời này tôi không có làm gì anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi, đời sau anh sẽ trả lại cho tôi, thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc cái món nợ này sẽ gặp mình nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà cho mượn nợ thì dễ, mà đòi nợ thì rất là khó khăn. Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu, họ cũng làm cho mình trầy da tróc dãy rồi mới trả chứ. Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi? Mình xóa bây giờ là tại sao? Vì anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi, nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn, tôi vẫn cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng dường, tôi đã thân tặng cho chị, không nghĩ gì nữa hết. Như vậy để có tâm mình bình yên. Và nếu như có nhân quả nữa thì đời nào đời mình không có kết với người đó, mình không gặp nữa. Kết thì gặp nữa, tưởng sao đòi lại 20 bạc. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên không cần. Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng, thì cái cô này cũng hỏi Pháp Hòa vậy nè. Là bởi vì cô thắc mắc một điều là trên thế gian này người ta vẫn biết
tiền của là vật ngoài thân, vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho? Cổ mới nói á, cái người đó hứa làm từ thiện với con, cúng 5,000 làm từ thiện, cuối cùng đổi lời hứa không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và hỏi Pháp Hòa, chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường, của cải là vật phù du, mà tại sao họ tiếc hoài, họ không có chịu đưa? Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi, người ta mới có hứa thôi, lời hứa mà bác cũng giữ hoài, bác không xả, còn tiền người ta không xả là phải rồi. Chỉ ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả, phải không? Thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là đòi lại một cái nhỏ, để cuối cùng làm gì? Xài không được. Pháp Hòa ví dụ như á, hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam, giờ qua đây gặp, ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại, người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật, thì cầm chi 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta, phải không? Mà cũng không xài được. Thì cũng giống trường hợp này. Thôi thì hôm nay cũng cảm ơn ấy gửi câu hỏi lên ha. Thì ấy cũng cố gắng trả lời cho ấy biết. Nếu mà được thì ấy bỏ qua luôn đi đó, cho nó vui nhà vui cửa nghe ấy. Giờ câu hỏi này trong tờ giấy này có 4 câu. 1. Trong bản nhạc Đóa Hoa Vô Thường, Trịnh Công Sơn có viết: tình do tâm mà có tình do tâm ta mà sinh, có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn nổi. Con không hiểu ý nghĩa hai câu chót, xin thầy hoan hỷ giải nghĩa theo cái nhìn của thầy. Trời đất ơi. Hết giảng kinh, bữa nay giảng nhạc tình. Cái câu đâu có gì khó hiểu. Bởi vì tình á, là cái mặt nổi, cái mặt dính mắt là cái mặt chìm. Cho quý vị thấy không, tình đầu thường khó phai. Sao kinh nghiệm quá à? Đừng hiểu lầm nha. Thưa đại chúng á, cái này mình nói theo cái tâm lý thôi. Khi mình lớn lên á, mình bắt đầu mình có cảm xúc với một người nào đó, thì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Đó là một sự thật mà. Cho nên có những cái mối tình có thể nó đã vụt bay rồi, nhưng mà nó còn đọng lại bên dưới những cái khổ đau hệ lụy. Cho cái câu này nè: có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Có khi tình, bởi vì cái tình là cái mặt nổi ở bên trên. Có khi đi suốt đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm gặp một người mình yêu. Có khi chỉ nửa buổi chiều mình gặp người đó, mình yêu tới giờ. Chứ cái tình là cái mặt nổi. Nhưng mà quý vị thấy không, có những cái tình nó đi rồi nhưng mà khổ đau nó còn đọng lại. Mà nhắc tới cái người, cái mối tình đó là bắt đầu hận. Có, nếu mà cái tình đó nó chia tay trong êm ấm, mình không có làm gì người đó buồn hết, tự nhiên người đó không có còn cảm thấy có cảm tình chia tay mà mình không hề giận người đó, thì mỗi lần nhắc nó đau nhói. Tại vì mình đâu có làm gì sai mà người đó bỏ mình. Tình đi mà còn động lại.
Nhưng mà có những cái tình gặp nhau rồi, khoát cầu không còn thương nhau nữa rồi, nó ở trên này nó vàng một trận rồi nó mới đi. Rồi bắt đầu miễn chai nó rớt lại. Cho nên có khi tình mất mà tâm còn đồng vọng. Đến khi tâm an rồi, đến lúc tâm bình an thì tình kia cũng đoạn được. Đoạn là gì? Là chấm dứt. Cho nên chỉ có khi nào tâm an trí sáng, mình mới đoạn được những cái tình mà vốn nó đều là ái khổ. Yêu tiếng Hán là ái, ngọ ái nị, nị ái ngọ. Hễ ái là yêu, mà yêu là nó có đối tượng. Mình là người yêu là năng ái, cái người mà mình yêu là sợ ái, gọi là người bị yêu, hoặc là người được yêu, cái đó gọi là sợ. Sợ là gì? Là của mình. Khi mình gặp cái người đó mình thương rồi đó, thì mình chỉ muốn người đó là của mình thôi. Nói như Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Tại vì sao? Tại vì khi mình yêu á, là mình có một người để mình yêu. Và khi mình dính mắc cái sở yêu đó rồi là mình có ghen. Có đôi khi mình ghen quá, thì cái người kia trách mình: sao ghen dữ vậy? Cứ nói: có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Ôi cha cổ nghe cổ nói: ok vậy anh cứ ghen tiếp. Cho nên khi nào mà mình còn có đối tượng là còn có dính mắc, mà còn có dính mắc là còn có đau khổ. Còn khi nào tâm bình an là mình thấy nè, các hành là vô thường, mọi hiện tượng trên thế gian này đều là vô thường hết. Mình gặp cái người đó mình thương, chẳng qua lúc đó hợp nhãn hợp nhĩ, có thể hợp nhãn chứ chưa hợp nhĩ, tại chưa nói chuyện. Tới hồi nói chuyện rồi đánh số dè không kịp. Thành thử ra khi mình, cái duyên của lúc đó là gặp thôi, mình có thể yêu. Nhưng khi mình giáp rồi thì mình thấy hình như duyên không đủ. Thành thử ra cái người mà tâm, cái người mà họ dứt, họ không có dính là họ đoạn được thôi. Ví dụ như bây giờ mình thấy con mình lớn rồi chưa có vợ, mình thấy tội, mình đi chùa mình gặp cô nào được được quá, bắt đầu về mình làm mai. Cái này nó cũng có đó. Còn má thấy nhỏ đó đi chùa được lắm, cái bắt đầu kiếm số phone đưa cho hai đứa nó hẹn nhau, xong cái sao lâu quá không nghe nó nói gì hết trơn. Cái mình rà mình hỏi: ôi con cắt lâu rồi, hỏi sao vậy không hạp? Mà khi không hạp thì có cần lưu luyến nhớ nhung gì nữa không? Không cần. Không cần đặt vấn đề đoạn không đoạn nữa. Còn khi mà mình phải dướng rồi bắt đầu mới đặt tới vấn đề đoạn. Mà muốn đoạn vậy khổ không? Khổ lắm, phải quả khoảng thời gian đó. Vừa rồi dưới Mèo Bình có một câu hỏi cũng vui lắm. Bữa nào quý vị nghe lại câu hỏi đó. Cho nên ở đây á, cái câu này nó chỉ vậy. Ở hai cái trạng thái, khi tâm mình chưa bình thì mình thấy lúc nào nó cũng sống lấp nhấp nhô. Và ở trên đời này, hễ cái tình nào mà còn có dính mắc là tình có đó có đau khổ. Cho nên ngày xưa mà Đức Quỳnh Phú Sổ ở bên Phật giáo Hòa Hảo vậy, tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Thank you.
yêu này là yêu không có dính mắc, phải không? Nếu mà mình có dính mắc là mình có khổ. Hễ mà khi người đó không đúng ý mình, mà thường thường mình ngộ lắm, mình yêu người nào mà mình vui vẻ với người đó, chẳng qua là người đó làm đúng ý mình thôi. Cho nên rốt cuộc rồi mình nói mình yêu ai biết không? Yêu mình. Yêu mình, nó quán cho đủ ra là yêu mình chứ yêu ai đâu. Người đó mà làm mình happy là mình yêu họ hết lòng luôn, chết bỏ luôn, tại vì họ làm đúng ý mình. Cho nên ngày xưa mà hoàng hậu Mạc Lợi mà được vua hỏi đó, đến đời này trẫm yêu ai, khanh yêu ai nhất? Bà hỏi hoàng thượng có muốn thần thiếp trả lời thật không? Nếu trả lời nói dối đó thì thần thiếp sẽ nói rằng trên đời này thần thiếp yêu hoàng thượng nhất. Còn nếu mà hoàng thượng muốn nghe sự thật thì thần thiếp sẽ nói cho hoàng thượng biết rằng ái khanh đây, thần thiếp đây yêu thần thiếp nhất. Tại vì thần thiếp yêu thần thiếp cho nên hoàng thượng cung phụng thần thiếp, yêu thần thiếp thì thần thiếp sẽ yêu lại hoàng thượng. Thành thử ra thần thiếp mà yêu ngài đó là chẳng qua là ngài làm những gì mà thần thiếp muốn thôi. Cho nên nói cho đủ, nói cho đúng, nói cho chân thật là yêu bản ngã của mình, yêu chính con người mình. Cho nên khi mình dở ra rồi, trời ơi, lâu nay tại vì tôi yêu chính tôi thôi, tôi chấp vào cái ngã của tôi, tôi muốn người đó phải như thế này với tôi, người kia phải kia thế tôi, cho nên người đó mà điên cái rồi là tôi đau khổ, tôi dày vò. Bây giờ tôi phát hiện ra được rồi, và năng lễ sở lễ, năng yêu sở yêu, tánh không tịch, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan, bình an rồi thì cái tình kia cũng đoạn được. Đó, đây là Pháp Hòa giải thích cái câu nhạc tình đó. Trong một bài giảng thầy nói Phật giáo không có nói chữ đầu thai mà chỉ nói tái sanh. Xin thầy hoan hỷ giảng về sự khác biệt đầu thai và tái sinh. Theo quan niệm nhân gian, đầu thai nghĩa là gì? Nghĩa là khi mình chết đi, mình xuống dưới địa ngục, rồi bắt đầu người ta mới lựa cho cái gia đình nào mà để cho mình đầu vô cái thai đó. Mà trước khi mà đầu thai như vậy đó, mình phải đi ngang một cái cầu. Cái cầu đó tên là cầu Nại Hà. Và có một cái người đàn bà ngồi ở đó cầm một chén cháo sẵn. Cái bà đó tên là Mạnh Bà. Chén cháo đó kêu là cháo lú. Đó là truyền thuyết nhân gian. Có một cây cầu Nại Hà, có một bà già tên Mạnh, và có một chén cháo lú. Khi mình sắp sửa đi đầu thai vô cái nhà nào đó, chui vô cái thai đó đó, bằng cách nào? Bằng cách là mình đi ngang nhà nào rồi thấy vợ chồng họ đang quan hệ tình cảm với nhau, mình sinh tâm ham thích, mình chui vô mình làm con họ. Đó là cái quan niệm đầu thai đó. Nhưng mà trước khi mình đi đầu thai là mình phải uống một chén cháo lú để làm chi? Lên trên này mình quên luôn Mạnh Bà. Cho nên bà uống xong, mày đừng nhớ tao nha mày. Đó là quan niệm của nhân gian, và nó không trong Phật giáo không có cái thuyết đó. Phật giáo không có cái thuyết là chết rồi cái hồn của mình đi vòng vòng mấy cái nhà, rồi thấy cặp nào mà nó đang gần gũi với nhau mà mình sanh tâm khởi dục tương đồng với vợ chồng đó, mình vô mình làm con họ. Vì vậy mà ngày xưa ông bà ở Việt Nam đó nha, vì bị cái thuyết đó mà ông bà dặn trong vòng 49 ngày vợ chồng trẻ không được gần gũi nhau, vì sợ ông bà tái sinh vô làm con cháu của họ. Mà vì bởi vì cũng là có cái quan niệm đó, cho nên mỗi lần con cháu mà nó chọc giận, mày là ba tao đó, mày là tía tao, mày ông nội tao, vì cái quan niệm đó. Quý vị có nghe hồi nhỏ bị chửi câu đó không? Mỗi lần mà ông bà mình mà giận mình cái chửi vậy đó, mày tía tao. Cái quan niệm như vậy. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm đầu thai đó. Đạo Phật không có quan niệm, không có thuyết đó. Nhưng mà cái Đạo Phật nói là tái sinh. Tái sinh là gì? Là mình sinh trở lại tùy theo cái nghiệp của mình.
Cho nên đối với Bồ Tát á, đối với Phật là tùy nguyện tái sinh, còn chúng ta là tùy nghiệp thọ sinh. Các vị trở lại đây là do nguyện, còn dạng mình đây là nghiệp. No choice. Nghiệp đẩy đi là mình đi. I want that my family. No way. Anh không đủ phước không được vô nhà nhào. Không đủ phước đời này ganh tị bỏng sẻn. Không đủ cái phước đó thì tái sinh theo cái nghiệp, chứ không có ông nào đặt để. Không có cái ông nào nói trời này dễ thương nè, cho nó sinh vô nhà kia. Không có, nghiệp hết. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị. Cái nghiệp mà nó thành hình rồi đừng có mong mà trốn ở đâu hết. Nan đào tị, khó mà trốn đâu lắm. Học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim sổ lòng, gọi là học xuyên thước phi. Con chim nó sổ lòng, nó bay về rừng nó. Thức tâm tùy nghiệp, cái tâm thức mình tùy nghiệp mà tái sinh, tùy nghiệp mà thọ sinh. Như người thiếu nợ, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Người nồng mạnh là lôi mình trước. Ví dụ giờ Pháp Hòa ở Sydney này 30 năm, mượn tiền cũng khá. Và bữa nào người ta tuyên bố, ta nói ông thầy Pháp Hòa ông sắp dọn qua Canada ông ở rồi đó. Pháp Hòa nợ mấy người vài ba trăm ta không kiếm đâu. Mấy cái người mà Pháp Hòa nợ 100,000 ở chợ ta không kiếm trước. Tại vì sao? Ta mất 100,000 là số lớn. Còn mấy người mà vài trăm đồng lỡ mất không sao. Cường giả là tiên khiên. Người nào cái nghiệp nào mạnh nó đi về đó. Cho nên tái sinh là vậy. Còn các vị, cho nên hồi xưa mình ta chúc nguyện các vị mà hòa thượng viên tịch đó, nhiều khi người ta chúc một câu thôi: kính nguyện hòa thượng tái lai phổ độ. Chúng con kính nguyện hòa thượng trở lại ta bà này để độ chúng sanh, gọi là tái lai phổ độ. Cho nên cái chữ đầu thai là theo cái thuyết đó. Còn Phật giáo thì không có đầu thai mà tái sinh do nghiệp. Câu hỏi thứ ba: khi giảng về sự thật khổ, các sư Việt Nam thường hay nói đời là biển khổ. Điều này hàm chỉ khổ là bản chất của đời sống hay khổ là sự tuyệt đối của đời sống? Kinh Bốn Sự Thật Thánh Thiện cho rằng khổ là sự thật thánh thiện thứ nhất. Có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện và khổ là sự thật tuyệt đối như hàm chỉ trong đời là biển khổ? Thưa đại chúng, hai câu này nó không có gì khác đó. Nhưng mà có cái điều là một cái, ví dụ như nói là bản chất của đời là khổ. Nhưng mà nếu khổ mà để cho chúng ta chuyển hóa cái khổ, chúng ta tu, thì cái khổ này nó có thật khổ không? Khổ này bây giờ trở lại là thánh đế, là thiện, là thánh thiện. Cho nên khổ mà để chúng ta tu tập, chưa chắc cái khổ đó đã sai, không tốt. Pháp Hòa có những Phật tử: trời ơi, cuộc sống đau khổ vô cùng. Có một ngày nọ, bạn giới thiệu một thầy khác, đang mới viết cho Hòa cái thơ ngày hôm qua. Trong lúc con khổ, con tuyệt cùng của cái khổ, bạn con giới thiệu con nghe giảng một thầy đó. Con lên con nghe thầy đó giảng. Trong lúc con nghe, tai con rà rà, con thấy có tên của thầy. Và lúc đó thầy nhìn rất đẹp trai. Attract. Click vô nghe. Và sau khi nghe được một bài, và từ đó con tìm rất nhiều bài của thầy để con nghe. Và con cảm ơn thầy, bây giờ cuộc sống của con ổn định, không có khổ. Như vậy khổ là một sự khổ là gì? Thật sự không có khổ. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự việc nó như là, nó mới khổ. Chứ còn nếu chúng ta chấp nhận thì bản chất của mọi sự việc nó đâu có gì khổ đâu. Nhưng mà tại vì mình đồng ý thì mình vui, mà không đồng ý thì mình khổ. Cho nên á, khổ là sự thánh thiện. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, cái khổ có nhiều khi là gì? Là đối tượng để tu.
Con người khổ càng sâu càng nhiều, con người giác ngộ càng lớn. Cho nên khổ là thánh thiện. Cho nên ở cái mặt đời là khổ, nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập thì trong biển đời mà không khổ. Vậy thì chữ khổ lúc này là giáo lý gì? Tạm thời. Chân đế của nó là gì? Nhận chân được nó. Sống, già, bệnh, chết. Đức Phật nói ở cái mặt thân thể thì có già, có bệnh, có chết. Đó là khổ của thể xác. Nhưng mà cái có nhiều người người ta quán khổ, thấy già. Chữ khổ là gì? Trong lúc này khổ nghĩa là gì? Là những cái khó khăn của mình. Thí dụ như già, định nghĩa chữ già nè. Già là sao? Già nhằn, răng yếu, chân mỏi, lưng đau, ăn không biết ngon, ngon rồi khó tiêu. Đó, định nghĩa già đó. Cho nên khi nào thấy mắt lờ mờ, tai lãng lãng, ăn hơi không biết ngon, ngủ không còn thẳng giấc, bắt đầu tánh tình thay đổi, thí dụ những cái đó là hiện tượng của già. Nhưng mà già là khổ, nghĩa là nó gây những cái khó khăn, chướng ngại. Thí dụ bây giờ già rồi muốn đi đứng cũng khó. Cho nên ở đây á, có sự khác biệt nào giữa khổ sự thật thánh thiện với khổ sự thật tuyệt đối? Sự thật nó là vậy đó, nhưng mà hễ mà anh nhận ra được nó là pháp tu. Thí dụ đây, tôi bây giờ già rồi, đi đứng không còn nhanh nhậu nữa, cho bây giờ tôi sẽ cố gắng giảm bớt những gì không cần thiết để chuyên tâm vào sự hành trì, thì cái khổ đó không khổ. Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con không thấy lỗi của con mà chỉ thấy lỗi của người khác? Sung sướng, mình hạnh phúc là có một người can đảm dám hỏi. Con muốn hỏi thầy, tại sao con càng biết đạo nhiều, con càng thấy lỗi, không thấy lỗi của con mà con chỉ thấy lỗi của người khác? Hay lắm. Nếu mà lát nữa vị đó không ngại, mình mời lên đây cho mình. Dám hỏi Bồ Tát. Cái này chúng thực sự câu hỏi này á, nó không phải riêng cho một ai, mà nó cho tất cả chúng ta. Tại sao mình tu nhiều, mình hiểu đạo nhiều, nhưng mà mình không thoát được? Bởi vì khi mình hiểu đạo qua cái hình tướng mà mình không thấu được cái đạo, mình thấy đạo mà chưa thấy lý đạo, ta kêu đạo lý. Thí dụ thôi, mình theo cái mình hiểu là trên bàn thờ có lư hương, có đèn, có hoa, có trái, thấy vậy đó. Vậy là mình kêu bàn thờ. Hôm nào mình bước đến nhà ai người ta cúng Phật mà chỉ có nhang, có đèn, có bông mà không có trái, cái mình hiểu bàn thờ này thiếu. Mình thấy đạo mà chưa thấy lý. Mà không thấy được lý thì càng tu càng khổ. Bởi vì khi mình mới bắt đầu mình hiểu đạo, mình hiểu cái sự. Nhưng mà càng hiểu đạo rồi thì mình bắt đầu khoáng.
Cho nên Phật mới nói mình câu làm sao? Giáo pháp của tôi mà các thầy hay là các vị không biết cách ứng dụng thì giáo pháp đó chẳng khác nào như một con rắn. Mà quý vị bắt con rắn đó mà không biết bắn thì con rắn nó quay lại nó cắn mình. Có ai dám nói câu đó? Chỉ có Phật. Thường thường mình khoe chứ giáo pháp của tôi là số 1, nhưng mà Phật thì không nói vậy. Cho dù là giáo pháp của tôi mà quý vị không biết thực tập thì coi chừng giáo pháp nó trở lại làm quý vị đau khổ. Cho nên trong kinh mới có câu pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Cái pháp mà còn phải xả, huống là cái không phải pháp. Cái pháp còn phải xả là sao? Thí dụ bây giờ mình thông thường mình hiểu niệm Phật có chuỗi. Hôm nào ta không có chuỗi ta bấm đốt tay. Đó. Khi nào có chuỗi thì lần chuỗi, không có chuỗi thì đến lóng tay. Mà không có lóng tay thì để ý giờ. Tôi không cần biết ngày tôi niệm bao nhiêu câu, miễn tôi niệm ngày 30 phút. Cứ 9 giờ tôi ngồi tôi niệm Phật đều đặn vậy, 30 phút tôi nghĩ. Cái quan trọng là người ta ứng dụng cái pháp. Còn phương cách thế nào là tùy theo khả năng, hoàn cảnh của mọi người. Cho nên đó, khi mình hiểu được. Và đồng thời tại sao mà mình thấy cái lỗi của người nhiều hơn? Tại vì cái ngã của mình không lớn. Cho nên thưa đại chúng nè, khi mình lễ Phật nè, chắp tay ngày đây, đây là một đóa sen tự tâm của mình. Bây giờ mình muốn cầu cái quả vô thượng, cho nên khi mình lễ Phật mình đưa tay lên trán, có phải không? Xong rồi bắt đầu mình mới hạ xuống. Muốn đi tới chỗ vô thượng, mình hãy hạ tất cả con người mình xuống, rồi mình mở lòng ra thì mình sắp thành được vô thượng. Cho nên khi mình chấp vậy nè, lễ Phật đưa lên nè, khi mà đưa lên tới trán rồi, xuống tới đây là hai tay mình như thế này, phải không? Để mình chạm mặt đất rồi, buông xả tất cả rồi, lúc đó mình trải lòng mình ra. Cho nên khi xuống tới đất rồi, tay mình mở ra, mà mình mở một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không cần phải cũng giống như mà mình bắt cái ấn mình cúng dường vậy đó, bắt ấn cúng dường rồi mỗi bữa ăn trưa mà trong cái nghi thức vậy đó, bắt cái ấn rồi để tay lên đây, xong tay bên này mình bắt cái ấn này, cúng xong rồi tự ở trên cái trán này mình xả cái ấn ra, rồi mình bưng chén cơm mình để xuống rồi cái ấn này xả. Có nhiều vị là tiên dòng về bắt đầu để cái chén cơm xuống cái tay vậy. Mà lỡ hôm nào mình ngồi mình cúng gặp cái bà không ưa mình đó nha, là coi như là có ấn rồi đó. Bà ấn này không phải ấn Phật, bà tôi ấn tượng bà lắm. Cho nên đó, thưa đại chúng, là nó ngộ cái khi mình không biết gì hầu như mình thoải mái hơn khi mình biết quá nhiều. Vì khi biết mà mình không tiêu thụ được, ăn rất nhiều nhưng mà không có tiêu hóa. Thì cái người học đạo cũng vậy, học rất nhiều nhưng mà mình không có tiêu hóa được cái gì mình học. Có biết câu hỏi này phải chú hỏi cho chú phần thôi, nhưng mà đạo hữu cũng muốn đem ra để cho tất cả chúng ta cùng nhắc nhở mình, để mình tự mình thấy là tại sao mình tu mà người thân mình không có chuyển tu cho mình. Có là ví dụ như mình muốn khuyên ai tu á, đừng gặp người ta, đi chùa đi, ăn chơi tội chết à, đừng có nói như vậy, người ta sẽ không tu đâu. Rồi đồng ý mình gặp người ta, cái anh đây nè, bài bạc dữ lắm mà không chịu tu, tội chết à, ông chịu trai lạc gì chứ. Mình không bao giờ mình độ người ta được bằng những cái cách đó. Nếu mình hiểu người đó rồi, đừng nói nữa, mình cứ nhẹ nhàng mình tu thôi. Tự người ta, những người đó không phải ta không nghe đâu, người ta đang đi để ý
và người ta đang tìm nghe. Mà mỗi khi người ta nghe thấm rồi đó, mình khỏi biểu, họ sẽ tu. Mà mỗi khi họ chịu tu rồi đó, họ hơn mình. Tại vì họ đã thấm rồi, mà cái thấm của họ là thấm một cách thật, đi tìm chứ không phải những kiểu của mình. Cho nên nó hay lắm. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm ngắm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Có nhiều khi người ta có rất nhiều cái đạo lý, nhưng người ta cũng phô trương, nhưng mà cách sống người ta rất hay. Cho nên nhiều khi, mà nếu như ai đang mắc phải cái bệnh chỉ thấy lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, thì phải thường tập ngồi tịnh. Tập ngồi tịnh để chi? Để mỗi ngày mình tự mình quán chiếu lại. Tu là mình tự mình chỉnh đốn. Cho nên Lục Tổ có người ta hỏi Ngài, khi Ngài ngồi thiền Ngài thấy cái gì? Ngài mới nói tôi thấy mà cũng không thấy. Tôi không thấy là không thấy lỗi của người, mà tôi thấy là thấy lỗi của mình. Mỗi ngày mình đọc kinh đó, cũng không ngoài mục đích để soi mình. Ví dụ như mình đọc kinh sám hối, trong đó rất nhiều những cái câu tự nói, tự mình nói mà nhiều khi mình không dám nói, các vị nói giùm mình. Ví dụ như cái câu là đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống ăn vui, nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay. Nhiều khi mình biết đó mà không dám nói, chữ tổ viết ra mình đọc để mình tự lấy cái lời đó cảnh tỉnh cho mình. Cho nên cảm ơn cái câu hỏi, câu hỏi rất thật. Và cái câu này là cho tất cả chúng ta. Nói như vậy á, bây giờ khi mình thấy ai làm sai mình làm sao? Nó có hai cách. Một là mình phải lựa cái lời khéo léo tế nhị để mình góp ý với người đó. Còn nếu như mình quán, mình thấy rằng cái người này rất là khó để mình góp ý, thì thôi mình tự mình sinh hoạt, mình làm việc, từ từ cái vị đó thấy, các vị đó sửa. Nếu mình muốn sửa ai thì mình phải nên dùng cái lời ái ngữ để mình nói. Có nhiều vị, thí dụ đặc biệt là các em nhỏ, khi nó đến chùa nó gặp quý thầy, quý sư cô, đôi khi nó không biết chắp tay mà nói hello, nó chào theo cái kiểu Mỹ, phải quẩy tay kệ nó. Nó còn biết ông thầy nó hello là mừng rồi. Đừng có chắp tay, tổ chức, tổ chức. Mấy đứa đó mà sao mình độ nó được, nó biết nó đâu có ý nghĩ xấu đâu. Mà có tội. Nó không, nó theo cái lịch sự bình thường gặp nhau là hello, mày bắt tay. Nó không khởi từ cái tâm xấu nó, là nó cố ý nó làm vậy vì nó khinh thường thầy, ví dụ vậy. Mà cho dù nó có khinh thường cũng có gì tội hết, tại vì nó chưa cảm nhận được cái gì thì nó không không tiếp xúc thôi, phải không? Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng, đặc biệt là những em nhỏ sau này nó sống ở một cái môi trường khác dữ lắm. Nó không phải là đất nước Việt Nam, nó sống trong một cái vòng đạo đức văn hóa truyền thống, gặp người lớn là khoanh tay vái chào vân vân, thì ăn thua mình làm sao sắp xếp nhẹ nhàng để cho các em nó học được. Cho hồi nãy đó quý vị cũng có nói là có mấy em nhỏ cái ý gì đó, Pháp Hòa cũng nói nên để cho các em tự nguyện hơn là mình ép, và mình có quyền chia sẻ rồi các em tự ý phát tâm, chứ mình đừng có bắt buộc nó phải làm. Và khi nó còn nhỏ mình không hướng dẫn thì mai mốt nó lớn mình rất khó biểu. Có nhiều người hồi nhỏ nó kể nít để nó tự ý, khi nó hư rồi dẫn lên nhờ thầy biểu nó làm, nó lại không làm được, không, mà từ chối không làm được. Bây giờ làm sao làm quen với nó,
không, để cho nó cảm nhận được cái tình cảm rồi mới mới có thể làm được. Cho nên thưa đại chúng, cái câu này nói nhiều đây không đủ đâu, nó là một cái đề tài lớn, mình có thể ngồi mình nói giờ này qua giờ khác, chứ còn bao nhiêu đây có bài chia sẻ cũng gốc nào của sự chuyển hóa tu hành rất là khiêm cung lễ độ cũng là một phương pháp giúp cho mình. Cho nên tại sao trong Phật giáo gặp nhau là mình chắp tay mình chào, bởi vì mình kính trọng người đó là Phật, rồi người đó cũng kính trọng mình trở lại bằng cách xá chào mình. Thưa Thầy, Phật tử tại gia làm thế nào giữ được tốt thân ngữ ý không lỗi và làm sao tịnh niệm được thanh tịnh? Toàn những đề tài lớn không? Con người mình á, tạo tội, nói cho rõ là tạo tội, còn nói nghe cho đơn giản là tạo nghiệp. Mình tạo nghiệp, chữ tạo nghiệp này không có nghĩa là xấu không nghe. Tạo nghiệp tốt cũng từ thân khẩu ý. Tạo nghiệp xấu cũng từ thân khẩu ý. Hằng ngày mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động. Nếu mà mình suy nghĩ, hành động mà nói theo Phật Pháp thì mình cũng đang tạo nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp tốt. Cho nên quý vị nghe cái chữ tạo nghiệp đừng có dị ứng. Nó tôi mắc gì tạo nghiệp. Ví dụ như gặp cái người đó tụng kinh cả ngày, chị đó đang tạo nghiệp, cái mình nghe mình sửng sốt, mình nói trời sao ta tụng kinh mà biểu ta tạo nghiệp, không hiểu ý rồi. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp tốt. Còn thí dụ như người đó tối ngày ăn no rồi nói xấu người này, chỉ trích người kia, đó tạo nghiệp đó. Nhưng mà tạo nghiệp gì? Biểu sao? Ba nghiệp thân khẩu ý rất quan trọng, bởi vì tất cả thiện phước cũng từ ba nghiệp này, tất cả lỗi lầm khổ đau cũng từ ba nghiệp này. Cho quý vị thấy ở trong miền Nam đó, khi mà vô chuông mỏ đó là ba tiếng mỏ đầu, bon bon bon, cốc cốc cốc, ba tiếng mỏ là tượng trưng cho thân khẩu ý. Do thân khẩu ý tạo tham sân si, đọa ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ tỉnh giác rồi, chuyển tam độc thành tam bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tu giới, tu định, tu tuệ để thành tựu đạo quả. Ba tiếng mở đó là nghi thức khai chuông mở trong miền Nam. Bên này ba tiếng chuông, bên này ba tiếng mở. Rồi bon cốc, bon cốc, bon cốc, tu giới, tu định, tu tuệ, rồi cốc 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 cốc, chuyển sanh già bệnh chết, tứ khổ thành ra tứ trí, cộng 10 cộng lại từ 3 rồi 3 rồi 4 là thành 10 tiếng, tượng trưng cho thập nghiệp. Chuyển thập ác thành thập thiện, đó là 10 tiếng mõ trong cái nghi thức khai chuông mõ của miền Nam. Phật giáo có ba cái nghi lễ, miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Thì riêng ở miền Nam thì cái đó là cái nghi thức khai chuông mõ, cộng chung 10 tiếng mõ tượng trưng cho thập thiện nghiệp. Còn nếu mình không biết thập thiện nghiệp thì mình chuyển cái đó thành ra thập ác. Người tu chuyển thập ác thành ra thiện. Cho nên chư tổ xác định với mình, dục hữu dục thú nhất thừa, bất ố lục trần, lục trần bất ác, hoàn đồng chánh giác. Nếu muốn hướng mình đến cái chỗ cao tột của Bồ Đề, đừng có ghét sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có ghét mắt tai mũi miệng thân ý. Tại vì chính mắt tai mũi miệng thân ý này, nếu mình biết dụng nó mà tu thì nó sẽ hướng mình tới cái chỗ cao thượng Bồ Đề. Bởi vì thay vì mình thấy, mình lấy con mắt để mình nhìn, để mình luận đoán tốt xấu, thì bây giờ mình lấy con mắt mình nhìn Phật, mình nhìn cái thiện của người để mình học. Vậy con mắt thì nó có ác,
Quan trọng là mình có ý thức để dụng con mắt này như thế nào để mình tạo phước. Có lỗ tai này, nếu không biết dụng nó thì lỗ tai này tạo nghiệp nè, tạo nghiệp xấu nè. Tối ngày nghe chuyện tốt, chuyện dở, chuyện thị phi của người khác. Lấy cái tai này bây giờ không nghe cái đó nữa mà nghe Phật Pháp. Cái miệng này tối ngày cứ nói chuyện người này kia, bây giờ nói kinh, nói Pháp. Vậy thì thân khẩu ý vốn nó đâu có tội lỗi gì đâu. Ăn thua là mình có tuệ giác để mình dụng nó tạo phước hay tạo tội. Quý vị hiểu ý ha. Vì vậy cho nên á, cái thân, cái khẩu, cái ý của mình chính là ba cái chỗ tạo phước của mình. Mình có phước lắm mình mới có được thân, có được miệng và có được sự suy nghĩ. Có những người người ta sanh ra đời này, ta có miệng để nói nhưng mà cái bộ óc thông minh ta không có, cho nên ta bệnh tâm thần. Rồi chính cái tâm thần ta bệnh thì ta không nói được lời lành, ta nói không có được cái gì hết. Hoặc là có nhiều người tỉnh hết nhưng mà từ bẩm sinh người ta sanh ra ta không nói chuyện được, hoặc là từ bẩm sinh người ta sanh ra người ta không nghe được, vân vân. Mình bây giờ có phước, có miệng, có thân, có sự suy nghĩ thì hãy nên chuyển cái đó thành cái sự tốt lành để mình thanh tịnh hóa. Còn cái chữ mà làm sao mình tịnh niệm, mình muốn thanh tịnh thì không buông bỏ mỗi ngày tịnh niệm. Có nhiều vị nói thôi tôi niệm Phật mà sao tâm nó tạp quá, nó loạn quá. Đó, khi biết mình loạn là tốt rồi đó. Trước kia loạn mà không hay, bây giờ loạn mà mình biết mình loạn rồi mình cố gắng mình mỗi ngày biết tâm mình loạn phải tu nhiều nữa. Giữ hoài thời khóa nó không bỏ. Cũng giống như cái cây sắt mà mài riết nó cũng thành kim, phải không? Mài riết nó cũng thành kim. Hai cái miếng gỗ mà chạm với nhau không được dừng, liên tục một lát miếng gỗ nó sẽ phát lửa. Thì Đức Phật ví dụ sự tinh tấn cũng vậy, chỉ cần mình chà mà một giây nào mình dừng thì mất hết cái cơ hội phát lửa. Liên tục chà thì Phật nói tinh tấn cũng như thế. Tinh tấn là siêng năng, sự siêng năng cũng như vậy.